Dạ, rồi rất biết ơn các anh chị đã tham gia cái buổi hôm nay, thứ sáu xây dựng tiểu khí hậu. Dạ, cái hàng này nó cũng là một trong những cái hàng mục rất là quan trọng khi mà chúng ta thực hành làm vườn rừng. Anh hay là chúng ta sẽ có nguyên một buổi để tìm hiểu về tiểu khí hậu luôn. Rồi, như thường lại là ban tổ chức đã gửi cho các anh chị các câu hỏi chuẩn bị trước khi mà chúng ta tham gia buổi học á. Thì câu hỏi đầu tiên đó là tâm đắc sau khi mà các anh chị xem cái video này, thì em mời các anh chị chúng ta chia sẻ cái phần tâm đắc xong rồi khi mà chúng ta xem video này. Em hôm nay mời theo thứ tự đi, thứ tự từ trên từ từ nhỏ đến lớn đi. Em mời chia sẻ đầu tiên của chị Tiền Phạm đi. Tâm đắc của chị sau khi mà xem video này là gì? Mời chị chia sẻ. Chào mọi người ạ. Tâm tác của chị là họ bố cái cách mà họ bố trí cái cây cây hỗ trợ theo từng tán để che phủ cái cây con cây trồng chính của mình. Dạ, cách phòng bố trí phần tán cho phục khí con. Dạ, rồi biết ơn chia sẻ của chị Thiền Phạm. Em mời chia sẻ tiếp theo của anh Hoàng Vinh ạ. Dạ, em xin chào mọi người. Thì cái tâm đắc của em khi xem video này thì em thấy người ta biết cách mà làm lựa chọn cái thời điểm mà mình bắt đầu mình trồng cây vào đầu mùa mưa. Thì lúc đó khi ông trời ông mưa xuống thì mình không cần phải tưới nước nhiều, nên là mình phải đỡ phải tốn công xây dựng hệ thống tưới. Thì sau khi giúp mùa mưa thì bộ rễ nó đã ổn định rồi, cộng với lại là thêm các sinh khối và tốc ủ nữa. Dạ Đúng hết, yeah. cảm ơn. yeah. Em biết ơn chia sẻ của anh Hoàng Vinh. Dạ yeah. Mời chia sẻ tiếp theo của chị Văn Đỗ ạ, số 03. Em mời chị Văn Đỗ. Em có tâm đắc là ở trong này thì người ta trồng cây theo các cái cụm ạ. Mỗi cụm thì có các tầng khác nhau là cao thấp với cả là có cây chính và cây hỗ trợ nó. Cảm ơn ạ. Dạ rồi biết ơn chia sẻ của chị Văn Đỗ. Em mời chia sẻ tiếp theo của anh Quang Phạm ạ. Trong video này thì mình thấy rất là thích câu nói là chặt cây không phải vấn đề, mà vấn đề là không trồng cây. Xin hết ạ. Biết ơn chia sẻ của anh. Em mời chia sẻ tiếp theo của anh Ngọc Hòa. Tâm đắc của em trong cái video này là người ta có thể lựa chọn cây trồng hỗ trợ ấy, nhưng mà nó lại không can nhiễu đến cây trồng chính phát triển ấy. Dạ yeah. Anh chia sẻ của anh. Em mời chia sẻ tiếp theo của chị Bảo Trân ạ. Xin chào cả nhà. Mình thấy trong cái video này cái bạn chủ vườn á, bạn ấy tính toán rất là kỹ cái sự kế thừa trong việc trong cái cây mà bảo vệ cây trồng chính. Ban đầu là cây bắp, rồi đến khoảng 3 tháng sau cây bắp thu hoạch thì sẽ đến đến cây đậu trìu. Thì họ tính toán rất là kỹ lưỡng. Dạ. Yeah, nhà. Dạ, biết anh chia sẻ với chị Bảo Trân. Em mời chia sẻ tiếp theo của anh Quốc Bảo ạ. Dạ, chào cả nhà. Tâm đắc của em trong video này đó là trồng cây bằng hạt sẽ ít bệnh hơn so với Dạ. mua cây con ạ. Rồi, biết anh chia sẻ của Quốc Bảo. Mời chia sẻ tiếp theo của anh Tấn Long ạ, số 11 ạ. Dạ em thấy tâm đắc nhất là cái thời gian tính toán trồng cây và cách tỉa của họ họ thể cách tỉa nó thời gian cách tỉa mà vẫn giữ được cái cây dây phụ và vẫn đưa được lấy được sinh khối. Dạ rồi nhất biết anh chia sẻ cho anh Tấn Long. Em mời chia sẻ tiếp theo của số 14 chị Liên ạ. Em mời chị Liên, mở mi lên chị Liên ơi. Vâng, em chào cả nhà. Sau mấy buổi em lại sắp xếp tay trở lại với lớp học mình. Em rất là tâm đắc với cái việc mà ít người mà có thể làm với diện tích lớn ạ. Có hai người nhưng mà làm được tận 2 hecta.
và thấy là họ tính toán chi rất là chi tiết, quy hoạch rất là chi tiết và làm dần dần ạ, chấp nhận làm dần dần, thu hoạch dần dần, không lãng phí. Và khi mà họ chấp nhận với những cái nguồn lực hiện có, sử dụng máy móc hiện có ấy, và sẽ có phương án để mà bù đắp cho đất sau này, thì là cái tính toán rất là chi tiết đó, thì em rất là ấn tượng ạ. Dạ rồi, biết cảm ơn chia sẻ của chị Liên. Em mời chia sẻ tiếp theo của chị Quỳnh Nguyễn ạ. Dạ vâng, chào cả nhà. Mình tâm đắc nhất với cái ý đấy là cái ý mà xin lỗi để mình nhớ lại cái đó. Tức là cái phần tức là họ về đây mới được có 45 ngày ấy, mà họ đã trồng được rất rất là nhiều các loại. Yeah. Alo. Dạ em nghe này chị. Chị nói lại vâng. Đi. Giúp em. À mình bảo là mình tâm đắc với cái ý là họ mới bắt đầu có 45 ngày nhưng mà họ đã trồng được rất rất là nhiều loại ạ. Dạ, rồi biết ơn chia sẻ của chị Quỳnh Nguyễn. Dạ. Con mời chia sẻ tiếp theo của chú Phú Cường đi. Con không gặp thứ gì chú. Dạ mời chú chia sẻ lại đi ạ. Xin chào cả nhà mình. Trong cái tâm đắc là mình thấy là họ nắm vững cái thời gian sinh trưởng của các cái mà họ dùng để tạo che phủ các cái tầng của cái cây mà họ trồng, là cái cây cà phê bên trong á, là họ nắm vững cái sinh trưởng của những cái cây mà họ dùng để làm tầng che phủ ánh sáng. Vâng, xin hết. Dạ. Yeah. Rồi, không biết anh chia sẻ cho chú Phú Cường. Mai chia sẻ tiếp theo của anh Văn Tài ạ. Dạ. Em em ấn tượng nhất là cái trồng cây bằng hạt là ít sâu bệnh hơn là cái mình trồng cây ghép. Cái đó có ý nói rồi á anh. Bảo là có nói rồi, anh còn tâm đắc nào nữa không anh? À, còn những tâm đắc khác thì mọi người đa số nói hết rồi. Dạ. Yeah. Rồi. Yeah. Em biết rồi, chia sẻ của anh. Rồi. Các anh chị dự thính, các anh chị thảo luận chúng ta đã chia sẻ xong rồi. Em mời chia sẻ tiếp theo của các anh chị dự thính ạ. Chúng ta còn có chia sẻ tâm đắc gì sau khi mà chúng ta xem cái video này nữa hay không ạ? Mời các anh chị dự thính chúng ta chia sẻ. Tâm đắc sau khi mà chúng ta xem video về cái tiểu khí hậu này của cái khu vườn này. Các chị về thính chúng ta còn có chia sẻ gì thêm không? Dạ, em mời chia sẻ của anh Dũng Nguyễn ạ. Dạ, chào các anh chị. Thì em thấy em tâm đắc cái phần mà tạo luống giữa cái cây trồng chính với cả cái phần cỏ. Tính toán rất là kỹ cái thời điểm cây trồng chính, cây cà phê từ năm thứ nhất, năm thứ hai, rễ cám mọc đâm ra thì cái phần cỏ cắt xuống phủ xuống luống á, để tạo cái sự phân hủy, tạo cái nguồn dinh dưỡng cho cây trồng chính tiếp tục phát triển á. Dạ. Rồi, biết ơn chia sẻ của anh Dũng. Các anh chị chúng ta còn có chia sẻ tâm đắc nào nữa mời các anh chị. Mời chia sẻ của Hương ạ. Vâng Hương. Dạ vâng, em chào cả nhà. Em có tâm đắc đó là ở trong này là cây họ rất là xanh tốt mà không cần hệ thống tưới tiêu. Có một ý nữa là câu nói là đừng để tâm tới việc phát triển bền vững, điều bạn cần làm là làm giàu hệ sinh thái. Dạ vâng, em xin hết. Rồi, rất biết anh chia sẻ của anh Hương. Mời chia sẻ tiếp theo của anh Minh Chiết ạ. Dạ, em chào tất cả mọi người. Em tâm đắc cái ý là cái họ bón phân trên cái luống của họ đó, do là cái nguồn lực cũng có hạn cho nên họ chỉ bón phân vào đúng cái chỗ họ trồng thôi, họ không có bón hết cả cái luống. Dạ, em xin hết. Dạ rồi, biết ơn chia sẻ của anh Minh Chiết. Trong đây chú Phú Cường có chia sẻ đó là họ không có hệ thống tưới nước.
đặc biệt như vậy mà vẫn có thể chống được hẹn. Dạ rồi, em biết anh chia sẻ với chú Quý Cường. Các anh chị chúng ta còn có chia sẻ tầm mắt gì sau khi mà xem video này nữa không? Mời các anh chị. À, chị có tâm đắc đó là cái luống mà nơi cây trồng chính nó thì nó rất là gọn gàng, với không có cái cỏ, với lại các khoảng cách thì rất là đều nhau. Dạ. Rồi. Rất biết ơn chia sẻ của chị Phương. Ở trong đây anh Quang Phạm chia sẻ đó là kiến ăn rau thay vì ăn cây con. Dạ. Dạ, em mời chia sẻ tiếp theo của chị Liên ạ. Dạ, em thấy ấn tượng cái sự quy hoạch giữa vườn rừng và cái vườn cây ăn quả của họ cũng rất là chi tiết. Và một cái nữa là về mùa mưa của họ, gọi là mùa mưa nhưng mà họ vẫn có những 15 ngày hạn liền, cho nên là họ ước chừng được cái lượng mưa trong những cái mùa khác nhau ấy, để có kế hoạch rất là rõ trong cái việc trồng cây để hỗ trợ cho đất và hỗ trợ cho cái cây chủ lực của mình ạ. Rất là chi tiết ạ. Dạ. Rồi, biết ơn chia sẻ của chị Liên. Mời chia sẻ tiếp theo của Quốc Bảo ạ. Dạ, em còn tâm đắc một ý nữa, đó là cái cách giải quyết của họ trong cái việc hai cái rãnh bên hàng cây trồng ạ. Là họ lắp đầy hố bằng vật chất hữu cơ và không đi lại trên chúng. Dạ. Rồi. Thật thú vị. Biết ơn chia sẻ của Quốc Bảo. Dạ. Các anh chị chúng ta còn có chia sẻ gì thêm nữa mà tâm đắc sau khi mình xem video này nữa. Dạ. Mời chia sẻ tiếp theo của Quỳnh Chính. Dạ. Em xin chào cả nhà. Em tâm đắc với cái video này là về có làm cây thu hoạch nữa, mình có thu hoạch ngắn hạn giai đoạn đầu tiên là có thu hoạch cây cà chua, xong rồi sau đó là cây bắp, sau đó có những cái cây cây kinh tế dài hạn như là cây cà phê nữa. Rất là có kế hoạch về kinh tế, về thu ở trong những từng giai đoạn khác nhau đối với vùng rừng nữa. Xin hết. Rồi, biết ơn chia sẻ của chính. Các anh chị chúng ta còn chia sẻ gì thêm nữa mà. Dạ, em mời chia sẻ của chị Bảo Trân. Mình thấy được cái là cái việc mà xây dựng tiểu khí hậu nó giúp cho bảo vệ khỏi cái việc cỏ xâm lấn vào bên trong, vào cái cây trồng chính, và bảo vệ khỏi cho kiến ăn những cái hạt hoặc ăn những cái cây rau. Ngoài ra thì mình thấy cái sự tính toán trong việc cắt tỉa ở chỗ là cắt tỉa trước mùa khô, cắt tỉa cây đậu triều trước mùa khô để tạo một cái lớp che phủ ẩm, hoặc là cắt tỉa cỏ vào hai thời điểm là một thời điểm là ngay đầu mùa mưa, và sau đó cây cỏ sẽ phát triển, và sau đó là trước mùa khô sẽ cắt thêm một lần nữa để tạo lớp phủ. Rồi, em biết ơn chia sẻ của chị Bảo Trân. Các anh chị chúng ta còn có tâm đắc gì sau khi mà xem video này nữa không ạ? Mời các anh chị chúng ta giơ tay chia sẻ. Rồi, mời chia sẻ tiếp theo của Quỳnh Chính luôn. Dạ, em còn một cái tâm đắc nữa là hồi nãy anh Minh Chức cũng có chia sẻ về cái việc mà mình bón phân trên các luống á. Thì cũng nhờ mà em thấy quan sát đất ở đây là có một lớp mầm rất là nhiều, với đất đỏ thì đất có thể là không có được tươi tốt lắm, mà khi mà mình hỗ trợ cung cấp cái nguồn đầu vào, nó cũng hỗ trợ cho cái thúc đẩy cái hệ thống ban đầu. Cũng như quan sát ở đây là cây bắp nó cũng có cần một cái lượng dinh dưỡng lớn để nó phát triển và hỗ trợ cho cái hệ thống giai đoạn ban đầu rất là tốt mà. Dạ rồi, em hết ạ. Rồi, anh chia sẻ chương chính. Cái chỗ này em bổ sung thêm chỗ này đó. Nếu mà dạng như họ không bổ phân cho đi, không để vô đó với cái cây trồng chủ lực đi, thì họ cần một cái thời gian cải tạo rất là nhiều. Đôi lúc là cần phải mất 1 hoặc 2 năm họ mới có thể trồng được cái cây trồng chủ lực.
là kể cả cây bắp hoặc là dạng như cây cà chua, nhưng mà nó là họ tiết kiệm và thời gian và các nguồn lực, đặc biệt là dạng như thời gian bằng và nhân sự bằng cái việc mà dạng như họ bổ sung cái nguồn phân bón được vào. Thì chính cái đó nó là dạng như trong cái giai đoạn đầu tiên là chỉ cần sau khoảng ít tháng thôi là họ đã có được thu nhập rồi. Nên cái phần này nó là dạng như cũng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng mà đối với các anh chị, nếu mà dạng như chúng ta xét về cái yếu tố nguồn lực, nếu mà dạng như chúng ta có thể dùng thời gian và dạng như phần nhân lực để cho chúng ta đánh đổi được thì dạng như chúng ta có thể hơn là dạng như cải tạo đất bằng các phương pháp tự nhiên thôi, còn bằng phương pháp hay là dạng như trồng cây thấp phụ sinh thái liên tục. Còn bằng không thì chúng ta nên chuẩn bị cái đầu vào, nguồn đầu vào cho tốt để cho chúng ta giảm cái phần thời gian thôi. Dạ, yeah. Rồi rất biết ơn chia sẻ của chính. Mà chia sẻ tiếp theo của Quốc Bảo ạ. À. Dạ, yeah. Một ý em tâm đắc nữa là đó là sau tầm 70 đến 90 ngày thì đầu triều sẽ thay thế cây ngô giúp duy trì cái chức năng che bóng và chắn gió cho nhóm cây trồng. Ừ. Rồi, rất biết ơn chia sẻ của Quốc Bảo. Dạ. Yeah. Em mời chia sẻ tiếp theo của chị Quỳnh Nguyễn ạ. À. Mình cũng không phải là chia sẻ nhưng mà mình cũng có một cái thắc mắc nhỏ nhỏ thôi, bởi vì là nó liên quan đến cái bài trước khi mà nói về việc trong clip mình thấy người ta có tấp ổ cái mùn cưa ấy. Mà mình nhớ trong một chia sẻ của một bài trước thì Lập có nói là việc cho mùn cưa thế thì nó sẽ hút nitơ của đất lên ấy. Không biết có đúng không? Cái phần đó sẽ trả lời vô phần câu hỏi thì chị nhớ nhắc em. À, ok. Nó sẽ tiện hơn. Dạ. Rồi em biết ơn chị rất nhiều. Hồi nãy em thấy chị Liên có giơ tay nè. Chị Liên có chia sẻ không chị Liên? À, mình nối tiếp với cái tác dụng của cây ngô ấy. Vừa nãy có một bạn có nói thì ở trong clip cũng chia sẻ rất là rõ là cây ngô nó hỗ trợ cây con và sau đó thì cây ngô lại trả dinh dưỡng về cho đất nữa. Thì là đóng rất là nhiều vai trò trong cái hệ thống đó. Dạ. Rồi, biết ơn chia sẻ của chị Liên. Ở trong đây em bổ sung thêm một điều nữa. Đó là cái rễ ngô nó phát triển rất là nhanh và lan ra rất là nhiều. Thì nó cũng tạo ra cái tiền đề rất tốt cho cái việc thêm mà dạng như nước nó thấm vào đất nè. Mưa, khi mà nước mưa nó thấm vào đất, nó giữ nước trong đất rồi hay là dạng như dinh dưỡng hữu cơ nó sẽ trả về đất theo cái hệ thống các rễ ngô nó có sẵn. Và các hệ thống mà cái cây sau này của mình, ví dụ như nó là dạng như đậu xanh, rồi cây trồng chủ lực là đủ đầu tiên gian chuối, đầu tiên gian nó cũng nương nhờ cái sự phát triển của rễ ngô ban đầu rất là tốt. Nó giống như là nó tạo tiền đề ban đầu rồi mấy thằng kia nó sẽ phát triển thêm nữa. Dạ. Thì dạ. Rồi, rất biết ơn chia sẻ của chị Liên. Em mời chia sẻ tiếp theo của chị Phương ạ. Thì tâm đắc của chị là ngoài những cái cây trồng hỗ trợ là đã có sẵn như cà chua, đậu xanh, bắp, đậu kiếm, thì sau đó một thời gian thì người ta sẽ trồng thêm bạch đàn và cây sắn vô nữa. Hết rồi. Dạ. Yeah. Rồi, rất biết ơn chia sẻ của chị Phương. Rồi, rất biết ơn chia sẻ của các anh chị. Chắc em thấy chia sẻ đó với cái phần tâm đắc bao nhiêu đây là được rồi. Và chúng ta còn rất nhiều hạng mục nữa nên chúng ta sẽ tách nó ra rồi chuyển qua các thời gian khác. À, các anh chị nói và nhìn chung trên cơ bản chúng ta nói rất là đầy đủ rồi. À, rồi, tiếp theo. Cái phần câu hỏi tiếp theo đó là liệt kê các cây trồng có trong cái video này và nêu các vai trò của nó. Mời các anh chị chúng ta lựa chọn một các loại cây trồng rồi cái sau đó chúng ta sẽ nêu ra các vai trò của nó trong cái phần video này, vai trò của nó, chức năng của nó là gì trong các hệ thống này. Thì mời các anh chị chúng ta chia sẻ cái phần này. Em cũng mời các anh chị chia sẻ theo thứ tự. Mời chia sẻ đầu tiên của chị Tiền Phạm luôn đi ạ. Dạ. Đầu tiên như là cây ngô ạ. Dạ, cây ngô. Cây ngô thì tạo dinh dưỡng cho đất, với lại nó che mát cho cái cây con cà phê đó. Dạ, hết ạ. Rồi, rất biết ơn chia sẻ của chị Tiền. Nhờ chính hoặc thủy đánh máy để giúp anh đó.
để thôi chắc anh chị cây nào mà chúng ta nói là chúng ta sẽ không có nói lại nữa. Rồi với em bổ sung thêm đối với thằng Ngô á, nó không chỉ là tạo dinh dưỡng dưới dạng như che mát không, mà nó còn có chức năng khác, nó là dạng như mình thu quả nữa, nó có thêm cái thu nhập ngắn hạn. Tại chúng ta quên cái yếu tố về cái quạt Ngô một trong những cái sản phẩm chủ lực. Dạ. À đúng rồi đúng rồi. Dạ. Cảm ơn Lập. Rồi rất biết ơn chia sẻ của chị Tiền Phạm. Bài chia sẻ tiếp theo của anh Hoàng Minh ạ. Dạ xin lỗi, nhờ anh Lập nhắc lại câu hỏi giùm mình được không? Câu hỏi là anh chọn một cây và anh nêu các vai trò của nó trong cái video này. Cái cây đó trong cái video này. À, mình nghĩ là cây đậu xăng, tại vì nó cũng là một cây nó để che bóng mát cho những cây nhỏ. Dạ. Cảm ơn. Ngoài che bóng mát, đậu xăng còn có chức năng nào nữa không anh? À, những cây hoa đậu thì nó có chức năng cố định đạm ở bộ rễ và dạ. Và trái nó cũng có thể ăn được. Dạ. Rồi rất biết ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Minh. Em bổ sung thêm đó là đậu xăng đó, nó còn có chức năng hơn là cung cấp thêm sinh khối nữa. Chúng ta nói rằng hơn là dạng như che bóng mát rồi trái ăn được, nhưng mà chúng ta quên cái vai trò hay là nó cắt tỉa được, nó cũng cung cấp thêm sinh khối cho hệ thống cái cây ở dưới cây trồng chủ lực của mình. Dạ cảm ơn anh. Dạ rồi rất biết ơn anh Hoàng Vinh. Em mời chia sẻ tiếp theo của chị Oanh Đỗ ạ. À, trong này có cây cà phê ạ. Cây cà phê thì là cây trồng chính. Nó sẽ cho cái sau này cho hạt cà phê để có giá trị kinh tế ạ. Dạ. Rồi, rất biết ơn phần chia sẻ của chị Văn Đậu. Em mời chia sẻ tiếp theo của anh Quang ạ, số 05. Mình chọn cây cà chua. Cây cà chua thì có chức năng vừa che phủ tầng tầng tán dưới, vừa có chức năng thu hoạch và sau này cũng tạo sinh khối. Dạ. Cảm ơn ạ. Rồi, rất biết ơn chia sẻ của anh Quang. Dạ. Ở trong đây anh Nguyên có chia sẻ thêm đó là thân ngô còn làm vàng chống đỡ cho cây cà chua trong giai đoạn đầu nữa. Cái yếu tố này cũng rất là hay. Dạ. Rồi, em mời chia sẻ tiếp theo của anh Ngọc Hòa. Em thấy có cây đau biếp ấy, vừa làm thức ăn cho mình ấy, với là thu hút công chúa, côn trùng không tấn công cây trồng chính ấy, mà ăn tao ấy. Dạ, rồi, rất biết ơn chia sẻ của anh. Em mời chia sẻ tiếp theo của chị Bảo Trân ạ. Mình chọn cây cây dưa leo. Trong đây cây dưa leo là một loại cây che phủ ở tầng thấp dưới, che phủ mặt đất và có lương thực trong ngắn hạn. Dạ. Cũng có sinh khối nếu có tính. Dạ. Ủa chị hỏi trên này đâu có dưa leo đâu. Trong mấy cái hình ban đầu hay gì đó chị ơi. Đó. Dạ. Rồi nhắc biết ơn chia sẻ của chị. Mai chia sẻ tiếp theo của chú Phú Cường ạ. Mình chia sẻ cái cỏ Bradyaria. Dạ. Cái cỏ này nó mọc rất là nhiều trong cái video này. Nó đặc biệt nó tạo sinh khối, nhiều độ ẩm cho đất. Và nó giúp cho cái tăng trưởng của các cái loài cây. Cảm ơn thầy cho. Dạ. Rồi không biết anh chia sẻ của chú Phú Cường. Em bổ sung thêm á, cỏ Bradyaria đó là cỏ Ruzi á các anh chị. Dạ. Cỏ Ruzi hôm bữa chúng ta nói hàng triệu giẫm đạp với nó phát triển bằng trời mắt đó. Là hôm bữa là cái cây đó. Rồi. Giúp biết anh chia sẻ của chú. Mời chia sẻ tiếp theo của Quốc Bảo ạ. Dạ em chọn cây chuối ạ. Cây chuối thì là thực phẩm kinh tế ngắn hạn và cung cấp sinh khối ạ.
Rồi, rất biết ơn chia sẻ của Quốc Bảo. À, em bổ sung thêm nữa, đó là các hệ thống rễ chuối còn có vai trò quan trọng nữa, chuyển hóa hữu cơ vào đất nữa. Chúng ta nên có quan tâm một ít vào các hệ thống của rễ chuối trong hệ thống nguồn gốc, cực kỳ quan trọng. Đừng nên chỉ chú ý về cái phần ở trên không, sinh sôi ở trên không là chưa đủ. Cái rễ chuối nó phát triển rất là đều trong đất, và dạng như có gần như em thấy là cái vai trò cực kỳ nhiều luôn á, trong hệ thống nguồn gốc là nó là vai trò cực kỳ nhiều. Cái hệ thống rễ của nó là quan gần như có thể nó là quan trọng bậc nhất luôn á, nên các anh chị vẫn nên chú ý nó chút xíu giúp em. Rồi, em mời chia sẻ tiếp theo của anh Tấn Long ạ. Em chọn cây đu đủ là cây chuối bóng mát và sinh phối và cho trà ngắn ngày. Dạ, rồi, rất biết ơn phần chia sẻ của anh Tấn Long. Em mời chia sẻ tiếp theo của chị Liên ạ. Em chọn ở trong clip là cây bạch đàn. Dạ. Cây bạch đàn có lẽ là cây ở trồng ở hàng rào đó, cùng một cây sắn, em không rõ lắm, em đoán là cây trồng hàng rào thì ở đây thì bạch đàn nó sẽ tạo vật chất hữu cơ đủ cho cái rãnh bị tạo nên khi mà dùng cái máy để mà đào hố đấy ạ. Cái hàng bạch đàn trong hệ thống này á chị, em bổ sung thêm đó là không phải họ trồng làm hàng rào đâu, họ trồng làm cây sinh khối luôn. Bạch đàn thì nó có hệ thống là nó cung cấp cái hàng sinh khối chắn gió cho cái hệ thống cái khu vườn của mình, rồi nó có phá đất tầng sâu nữa. Tại cái rễ của bạch đàn là cái rễ đọt cọc và nó xuyên xuống cái tầng sâu nó khá là tốt. Dạ, yeah. Mình phải lưu ý đến các đặc điểm đó. Dạ, yeah. Đối với các video của chúng ta xem á, là video giai đoạn 2. Còn các anh chị mà chúng ta xem một chuỗi các video của nó gồm có 3 cái video. Giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì nó là giai đoạn 3 thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn về các loại cây trong giọng thôi. Thì chắc anh chị chúng ta có rảnh điều kiện thì chúng ta quay lại cái video gốc đó rồi, cái sau đó chúng ta tìm lại video 3 chúng ta coi cung cấp thêm thông tin rồi chúng ta hình dung ra rõ quy trình hơn. Dạ, rất biết ơn chia sẻ của chị Liên. Em mời chia sẻ tiếp theo của chị Quỳnh Nguyễn ạ. Mắt mình nhìn không được rõ lắm nhưng mà mình thấy trong clip có nhắc tới cây cacao. Thì không biết là đã trồng hay chưa, nhưng mà theo mình thì cây cacao có tác dụng chính là cây về để tạo kinh tế. Dạ, rồi rất biết ơn phần chia sẻ của chị Quỳnh. Dạ, còn cái dạ, em mời chia sẻ tiếp theo của chị Lê Nhã nè. Mình thấy có cây đậu triều á, thì cái chức năng của nó là cây che phủ sâu cây ngô và cũng là cây tạo sinh khối, có hạt cũng thu hạt được. Cái đậu triều là hồi nãy có anh chị nói rồi á chị, đó lúc nãy là cây đậu xăng mà đúng không ta? Đậu xăng là đậu triều á chị. À chị mở mi lên đi chị. Rồi chị Nhã mở mi lên đi. Chị còn có cây nào thay thế không chị? Vậy là hết rồi Lập ơi. Thế dạ. Mấy anh chị nói hết rồi. Rồi, rất biết ơn chia sẻ của chị. Rồi em mời chia sẻ tiếp theo của anh Văn Tài ạ. Hình như là hết rồi em. Hình như có chỉ có cây ăn quả nữa là mình chưa thấy ở trên hình thôi. Người ta nói là có cây ăn quả, chắc chắn là để tạo ra kinh tế rồi. Dạ. Rồi rất biết ơn chia sẻ của anh Văn Tài. Em mời các anh chị dự thính ạ. Chúng ta thấy còn cây nào mà chưa trao đổi nữa không ạ? Mời các anh chị chúng ta giơ tay chia sẻ ạ. Dạ. Mời chia sẻ của anh Văn Hương ạ. À. Em thấy hình như là có cây, nói đến cây mắc ca với lại cây xà cừ luôn. Dạ, đúng rồi. Anh nói một cây thôi anh. Vâng, mắc ca thì em nghĩ là lấy quả là tạo kinh tế. Đi. Dạ. À, bóng mát. Dạ vâng. Rất biết ơn chia sẻ của anh Hương. Mời các anh chị ạ. À. Chúng ta còn chia sẻ các loại cây nào nữa không ạ? À?
Mình thấy còn nhắc đến cây bơ và cây sắn đấy ạ. Đúng vậy. Vâng. Cây bơ thì chắc là... Dạ. Cây bơ thì chắc là sẽ tạo bóng mát này, rồi tạo sản phẩm là quả bơ này. Sinh khối thì mình không rõ lắm. Đó. Rễ của cây như thế nào mình cũng chưa rõ lắm. Nhờ mọi người bổ sung. Nó tính là ra cũng là một cái loài rễ cọc to. Rễ cọc to á chị, nó cũng hỗ trợ cái việc khi mà phá đất ở tầng sau được. Dạ, rất biết ơn chia sẻ của chị Liên. Em mời chia sẻ tiếp theo của anh Dũng ạ. Như em nhớ không lầm là em cũng nhìn thấy cái cây khoai môn thì phải. Dạ, cây, hình như nó cây cây rau này. Dạ. Nó thì vai trò là thu củ ngắn ngày hả anh? Dạ, lấy củ ngắn ngày rồi tăng độ ẩm. Dạ. Rồi, rất biết ơn chia sẻ của anh Dũng. Dạ. Rồi, các anh chị chúng ta còn thấy có quả cây nào mà chúng ta chưa nói đâu mà. Mời các anh chị. Chị thấy có cây đậu kiếm nữa. Dạ, đúng là có cây đậu kiếm. Đậu kiếm dùng để làm gì chị Phương? Đậu kiếm là tăng độ đạm cho đất, rồi có sinh khối và có thu được hạt kinh tế. Dạ. Rồi, rất biết ơn chia sẻ của chị Phương. Em mời chia sẻ tiếp theo của chị Oanh Đỗ ạ. Em thấy trong này có cả mấy cây rau nữa. Ví dụ như rau rau diếp này, rau ngót này. Có cả bí ngồi nữa thì phải. Dạ, có bí ngồi nữa. Có rồi. Dứa nữa. Thì mấy hàng rau chủ yếu là dùng để ăn thôi. Vâng. Dạ, rồi rất biết ơn chia sẻ của chị Đỗ Anh. Em nghĩ hơn là rồi có chia sẻ của Bảo nè, mời Bảo. Dạ, có bán địa ạ, để che phủ đất và sinh khối ạ. Rồi, rất biết ơn chia sẻ của em. Rồi, em nghĩ là hiện tại bây giờ là chúng ta tương đương bao nhiêu loại cây đó thôi là được rồi. Chúng ta sẽ đi tới cái phần tiếp theo đó là những các loại cây nào mà nó có thể thay thế và phù hợp với cái khí hậu của điều kiện Việt Nam. Đây là các hình mà bản đồ mà em nhà Thủy cập nhật lại đối với cái thiết kế của cái khu vực, cái khu vườn đó. Cái giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Các anh chị chúng ta nhìn vào cái bản đồ này và chúng ta sẽ lựa chọn cái các cây thiết kế như thế nào cho nó phù hợp. Tức có nghĩa là bây giờ đó là chúng ta sẽ đổi từ hàng nào sang hàng nào nè. Bây giờ là tới những loại cây mà chúng ta có thể thay thế phù hợp với cái khí hậu Việt Nam. Bây giờ chúng ta chỉ nói các cây chính có trên cái thiết kế này thôi nha. Còn các anh chị chúng ta có thể lựa chọn các loại khác luôn cũng được, không có vấn đề gì. Rồi bây giờ nó là bây giờ nó là vậy như chắc em mời các anh chị xung phong hay là theo thứ tự. Các anh chị muốn như thế nào? Chưa hiểu phải làm gì ạ? Hiện tại bây giờ là em có một cái bản thiết kế này rồi. Đối với cái thiết kế này là em vẽ lại từ cái phần video nè. Rồi bây giờ hay là dạng như chúng ta có là các loại cây nào mà đối với cái khí hậu ở điều kiện Việt Nam mà chúng ta có phải thay thế mà nó phù hợp với cái thiết kế này, thì mời các anh chị chúng ta giơ tay chúng ta chia sẻ. Chị hiểu chưa chị? Đi như cái hiểu rồi. Vâng. Yeah. Thì ví dụ như là ở cái giai đoạn 1 thì đu đủ có thể thay bằng một cái cây khác cũng giống như cây đu đủ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi đó. Vâng. Dạ. Thế chị mở đầu luôn đi. Chị mở đầu luôn đi. Theo mình thì có thể trồng cây ăn quả như là cây một cây thôi, chị chọn cây gì và thay thế cho cây gì? Cây bơ thay thế cho cây đu đủ được không? Không không, cái này là người ta đã dùng bơ để thay ở người ta dùng đu đủ để thay thế cho bơ, rồi sau đó chị dùng bơ để thay thế cho đu đủ thì nó kỳ quá. Đâu ạ? Bơ thay thế đu đủ là đoạn tức là đến giai đoạn 2 à? Đúng rồi. À tức là mình phải tránh cái giai đoạn... Không, mình có thể nói một giai đoạn 1 cũng được, giai đoạn 2 cũng được. Nhưng mà nó không trùng với cây gốc. Mình hiểu rồi.
thế thì mình thay thế bằng cây hồng xiêm. Chị thay thế từ cây gì thay thế sang cây hồng xiêm? Cây đu đủ thay thế bằng cây hồng xiêm. Dạ không được ạ. Tại vì đu đủ là cây thu hoạch ngắn ngày. Thu hoạch ngắn ngày. Nếu mà dạng như mình dùng cái hàng đu, mình dùng hồng xiêm để thay thế cho đu đủ là sai. Tại anh kia là dạng như khoảng cỡ chừng 3-4 năm ở mấy cái thu hoạch. Thì cái phần đó là dạng như, còn hay là anh này chỉ thu hoạch trong khoảng thời gian khoảng 2 năm thôi là không phù hợp. Không phù hợp với dạng như chức năng thời gian đó chị. Chị hình dung em nói không? Mình có, nhưng mà mình thấy ở ngoài này người ta bán hồng xiêm ghép với hồng xiêm mấy chỉ có 2 năm là thu được quả rồi mà. Rồi sau đó sau 2 năm là chị chặt hồng xiêm. À, vậy ạ. Hiểu ý em nói không? Có. Tức có nghĩa là nếu ở đây thì mình dùng là cây hồng xiêm thay thế cho cây bơ là hợp lý, không thay thế cho cây đu đủ. Rồi, mình hiểu rồi. Dạ. Rồi. Rất cảm ơn chia sẻ của chị Quỳnh Nguyễn. Rồi bây giờ thôi chắc em mời các anh chị giơ tay thôi. Chứ chúng ta không có theo lịch trình đi. Mà các anh chị chúng ta lựa chọn các loại cây nào đó là chúng ta sẽ lựa chọn cây thay thế cho nó phù hợp. Mời các anh chị. Rồi mời chia sẻ của Quốc Bảo đi. Dạ em thay thế cây cà phê qua cây cacao ạ. Dạ. Rồi rất biết ơn chia sẻ của Quốc Bảo. Đối với cà phê á, mà chúng ta thay thế cho cacao thì rất là hợp. Tại vì nó là hàng cà phê, nó cũng là cái cây chịu bóng. Mà cacao cũng là cây chịu bóng. Mà khi mà chúng ta thiết kế xen vào cái hệ thống này thì cái hệ thống này nó sẽ không có thay đổi nhiều. Và dạng như nó tương thích với nhau, nó sẽ không có chỉnh sửa quá nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta thay thế một loài khác bằng một cái cây ưa sáng đi, ví em ví dụ như hàng ổi đi chẳng hạn, nó cũng tương tự như cây cà phê, cũng cao như cà phê, nhưng mà nó sẽ không phù hợp với hệ thống này. Tại hàng ổi là nó ưa sáng, mà mấy ông này là dạng như toàn là hàng chuối nè, nó lớn là sát bên, nó cách có khoảng cỡ chừng khoảng không tới 1 mét thì hay là anh che mát thì hàng ổi nó sẽ không có năng sức, nhưng mà cacao thì có cây che mát thì nó lại có năng sức. Các anh chị hình dung nếu nói không nhỉ? Anh chị nào gõ nhé số 1 giúp em cho. Ủa chị chưa hiểu Lập ơi. Là đặc tính của hệ thống này á, là nó là phù hợp cho các hệ thống cây bóng mát. Tại vì nó được thiết kế rất là dày đối với hàng cây. Chị hình dung cái đó chưa? Chị chưa hiểu ở chỗ là cái giai đoạn 1 qua giai đoạn 2 á, có nghĩa là những cái cây đủ là sẽ bỏ đi để thay bằng những cái cây kia hả? Đúng rồi. Cái cây thay thế ví dụ như thay vì là cây cà phê thì ở vườn khác họ có thể sử dụng cây cacao đúng không, chứ không phải là bỏ cây cà phê này để thay bằng cây cacao đúng không? Ủa em đang nói phù hợp với cái khí hậu điều kiện Việt Nam mà mình đang thay thế cây trong khu vườn này mà chị. Ok rồi. Ủa chị hình dung sao vậy chị Phương, em không hiểu cái gì nói luôn. Không phải, tại vì chị thấy có giai đoạn 1 rồi giai đoạn 2 cho nên chị không giai đoạn gì? 1 giai đoạn 1 nó nằm trong khoảng cỡ chừng bé hơn 2 năm, giai đoạn 2 là thời gian sau. Chị có thể thay thế được trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 luôn cũng được, không thành vấn đề. Tại giờ chị lựa chọn thôi. Tại vì cái thằng này người ta chia ra làm 2 giai đoạn nên nó là em vẽ ra 2 giai đoạn luôn cho chị hình dung á. Ok rồi chị hiểu rồi. Rồi đối với cái của Bảo đó, chúng ta đi sâu hơn chút xíu nữa, đó là các anh chị chúng ta ngoài cái hàng mà cái cây cacao, chúng ta còn có thể thay thế cái hàng nào trong hệ thống này mà nó phù hợp với hệ thống này mà chúng ta không cần chỉnh sửa nhiều. Cái cây gì mà ưa bóng và kích thước nó tương đối nó nhỏ nhỏ để cho chúng ta có thể thay thế phù hợp trong hệ thống này. Chị nghĩ là cây chanh với cây cam được không? Dạ được, chanh cam. Rồi chị Hoàng Anh trong đây cũng nói là cam quýt nè. Tại vì tất cả nó đều là các cây ưa bóng. Nên hay là khi mà chúng ta thiết kế đưa vào hệ thống này hay là dạng như nó sẽ không có thay đổi quá lớn. Nhưng mà nếu mà hệ thống là cây ưa sáng đưa vô đây thì hệ thống này gần như hủy hoàn toàn, thay đổi 180 độ luôn. Các anh chị rõ em nói cho đó không nha? Rõ rồi Lộc. Dạ, rồi nhất thiết kế các anh chị. Là về sao chỗ giai đoạn 1 là có 2 cái đu đủ, một xanh, một vàng là sao ạ? Người ta trồng trước
và trồng sau ấy, anh. Dạ vâng. Tại vì nó là người ta sẽ chia ra làm giai đoạn trồng chứ không phải nó là dạng như người ta trồng cùng một lượt. Tại vì đối với một trong những cái lợi thế mà khi mà người ta xét trong cái video này nè là họ trồng phân chia khoảng ra. Tức có nghĩa là họ không trồng nguyên một lượt hết là 2 hết á là đu đủ không. Và họ sẽ chia ra ví dụ như trong một khoảng phân cái chừng bao nhiêu ngàn mét vuông đó họ trồng mà là ngày trước đu đủ trước rồi cái sau đó hơn là khoảng cỡ chừng mấy tháng sau họ trồng sẽ lưng tiếp nữa để cho họ có đu đủ cung cấp liên tục. Còn nếu mà dạng như chúng ta mà chúng ta trồng nguyên một lượt đó là chúng ta sẽ có đu đủ sản xuất tập trung, mà đôi lúc là dạng như chừng nào có nhiều đó, thì rất là nhiều, nhưng mà chừng nào hết rồi đó, là cũng không có để bán. Đôi lúc đó là cung là thiếu cầu, một số giai đoạn thì cung là vượt cầu, nhưng mà nếu mà chúng ta chia đều ra thì nó là dạng như chúng ta sẽ bán nó ổn định hơn, thu hoạch nó đều đều hơn. Anh hình dung biết mắt không? Dạ vâng. Dạ dạ. Rồi. Cà phê thay bằng cây măng cục đúng không? Dạ không được đó chị Phương. Tại vì cà phê măng cục tuy là cây chịu bóng nhưng mà măng cục cây kích thước tối thiểu của nó khoảng cỡ chừng cỡ 8 mét đó. Còn hàng này hai hàng cà phê nó cách nhau có khoảng 1.5 mét à. Mà nếu mà vậy như hai hàng cà phê mà cách nhau 1.5 mét mà mình thử để măng cục vô trong đây là măng cục khỏi lớn luôn. Chị anh Dung mới nói không? Nó đã kích thước của nó quá lớn rồi, nó không còn tương thích với hệ thống này nữa rồi. Trong đây Quốc Bảo của nó là cây nhào nè, cây nhào thì lại hợp. Tại vì cái hàng nhào nó tương đối nó nhỏ. Chúng ta để hay là dạng như cái tán nhào nó tương đối nó nhỏ nó vẫn có ra trái bình thường. Chứ không có vấn đề gì. Nhưng mà măng cục thì nó nhỏ hay là dạng như nó gặp nó không ra trái được, không phát triển được. Con thấy chú Phú Cường giơ tay nè, chú Phú Cường có đổi hàng cà phê thành cái gì không chú? Không. Dạ. Các anh chị chúng ta còn có góp ý gì đó với cây cà phê nữa không ạ? Ngoài cà phê ngoài còn hay là dạng như nhào nè, rồi cái cây cacao, rồi nhóm cam quýt, rồi còn có loại cây nào nữa không? Dâu da là cây ưa sáng đó, anh Hưng, dưới nó to, dâu da nó rất là to, nó có thể dạng như nó càng khoảng bán kính khoảng cỡ chừng 5 mét hoặc hơn đó, thì nó mới trồng được dâu da. Chứ còn nếu mà dạng như mình trồng vào khoảng cách mà có 1.5 mét một cây đó, thì dâu da trồng không phù hợp. Dâu da thấy trong rừng nó toàn là dưới tán cây. Dưới tán cây vẫn được nhưng mà nó là cây to á. Vâng. Nó to, nó không tương thích với hệ thống này. Vâng. Cây dâu tầm chịu mấy không hả? Không ạ, dâu tầm trồng ở dưới mát không có trái luôn. Lá nó cũng không nhiều luôn. Ở trong đây các anh chị nói là vải nhãn ưa sáng phải không? Vải nhãn là ưa sáng, không thích hợp để xen vô hệ thống này. Na mảng cầu sim cũng không được luôn. Na mảng cầu sim cũng là loại ưa sáng. Và nếu mà chúng ta xen vô các cây mà ưa sáng thì chúng ta phải chỉnh sửa hệ thống này lại bằng cách giãn các hàng chuối hoặc là các cây lấy gỗ ở giai đoạn sau. Còn nếu mà không giãn thì các hệ thống nó sẽ bị đình dại liền. Các anh chị hình dung miếng nó không nhỉ? Anh chị nào mà gõ nhắn số 1 giúp em. Dạ. Rồi, biết ơn các anh chị. Rồi, thế là chúng ta đã xong cây đu đủ rồi. Mời các anh chị chúng ta còn đổi cái cây gì tiếp theo nữa. Mời các anh chị giơ tay chúng ta chia sẻ. Lập ơi, nhưng mà chị muốn hỏi cái cây đu đủ ấy, thì lúc nãy nó là cây thu hoạch được ngắn ngày ấy, thì có thể thay cái đu đủ bằng cây dâu tầm được không? Bởi vì dạ, được. Được. Tại vì dạng như đu cái hàng như thế này nè, tại vì nó là dâu tầm á, mình trong khoảng cái thời gian mà khoảng bé hơn 1-2 năm á, thì dâu tầm nó cũng có thể nó cho thêm một ít quả thì người ta vẫn thu được. Nhưng mà nó có thêm một cái vấn đề nữa này nữa, đó là dạng như đó là dâu tầm nó sẽ được và lại về sau này nó là nó sẽ cung cấp một cái lượng sinh khối, nhưng mà nó là
họ muốn chừa vô tầm đó vẫn được, nhưng mà hay là nó vấn đề chỗ hay là dạng như nếu mà hàng chuối sát bên này nè nó phát triển lên thì vô tầm nó sẽ không có trái, tại vì vô tầm là cây sáng. Chị hình dung không? Còn nếu mà mình một hàng gì đó mà nó chịu bóng nó vẫn có thể phát triển, nó cho được mà nó thu hoạch nó ngắn hạn đó, thì mình trồng rất là ổn. Nhưng mà cây chuối đấy mình có thể cắt tỉa thường xuyên được mà. Kể cả chị cắt tỉa thường xuyên nhưng nó cách nhau có 1,5 m á, thì cho dù cắt tỉa thường xuyên nó cũng bị ảnh hưởng rất là lớn, tại vì vô tầm là ưa ánh sáng hoàn toàn. Chị hình dung em nói không? Nó ưa ánh sáng hoàn toàn nên cho dù 1,5 m luôn nó cũng ảnh hưởng rất là lớn cho dù cắt tỉa thường xuyên. À, mình rõ rồi, cảm ơn Lập. Và chuối nó có thêm một vấn đề nữa là nếu mà chúng ta cắt tỉa thường xuyên chuối thì cái hàng chuối, cái năng suất nó sẽ giảm. Quá thường xuyên chuối, nó cắt quá nhiều cái lá thôi, lá chuối năng suất nó sẽ giảm. Rồi, mày Quốc Bảo đi. Quốc Bảo chọn cái gì và thay thế cho cái gì? Không, em bổ sung cái đu đủ thay cho cái thầu dầu. Thầu dầu. Thầu dầu, em trồng thầu dầu để làm cái gì? Dạ, thầu dầu để thu hoạch trái. Rồi, ok. Nếu mà bán được trái của thầu dầu thì được, ổn. Tại vì cái hàng thầu dầu nó cũng cung cấp thêm một cái lượng sinh khối rất là lớn. Dạ. Và trong cái khoảng cỡ chừng cái thời gian khoảng cỡ chừng từ 1 cho đến khoảng cỡ chừng 2 năm là thầu dầu nó đã cung cấp được sinh khối nó và cái lượng trái nó rồi, nó đã có thu hoạch rồi. Dạ, rất biết ơn chia sẻ của Bảo. Nhưng mà thầu dầu trong đây thì có nhiều sâu nha. Quản lý kỹ kỹ chút xíu. Rồi, các anh chị chúng ta còn có thay thế các loại cây nào nữa không hay không ạ? À? Mời các anh chị. Đu đủ thay thế bằng cây gì? Dạ, trong đây là mời chị Oanh ạ. Không biết là cây đu đủ để thay bằng cây đậu bắp có được không anh? Dạ được, nhưng mà đậu bắp quá trần ngắn ngày ấy chị. Có môn hay là chị thay thế cỡ hàng cái cây cây đậu xanh hoặc là dạng như hàng cái cây cà chua đó thay thế bằng đậu bắp á, thì được. Cái còn hay là dạng như đu đủ nó khoảng cỡ chừng 2 năm thì mình kiếm cái cây nào mà khoảng cỡ chừng tối thiểu khoảng cỡ chừng 1 năm, chứ đậu bắp á, thì nó có mấy tháng nè. Chị hình dung em nói không? Em tưởng là cái cây đậu bắp nó để được tận 2 năm. Không không không, nó 2 năm mà nó ra trái nó không ra vị chân á. Dạ. À, trong đây rất cảm ơn chia sẻ của chị. Trong đây Ngân có chia sẻ nó là dông ghiền được. Tại dông ghiền hay là khoảng cỡ chừng trong vòng 1-2 năm là mình thu hoạch rồi. Rồi nó cũng cung cấp lại cái hàng sinh khối. Xét về chức năng được chuyên nhân được. Ổi thì anh Quang chia sẻ đó là hàng ổi, đu đủ ổi thì không được anh Quang ơi. Tại vì ổi á là cây ưa sáng. Mình để vô trong đây nó chỉ trong giai đoạn thôi mà dạng như gần khoảng cỡ chừng năm thứ hai nó bắt đầu nó ra trái á, thì tán của hàng chuối nó che mát á, thì nó sẽ không phát triển được nữa, nó sẽ không có trái. Ở đây chị Tiết Trần có nói là cây chùm ngay nè, cây chùm ngay là rất là được, tại vì nó là dạng như chùm ngay nó lại phát triển nó tăng cao nó nhanh, thì nó là nếu mà nó phù hợp với hệ thống này á, thì nó sẽ mình thu được lá hoặc là quả luôn đó, để cho mình làm lương thực hoặc là dạng như tạo ra kinh tế vẫn được. À, trong sắn. Đây Quốc Bảo có nói là cây sắn nè, cây sắn cũng được luôn, cây sắn cũng trong vòng 1 năm mà thu. Chúng ta nên lựa chọn đối với hàng đu đủ, các anh chị nhớ là chúng ta thu hoạch trong vòng 2 năm thì chúng ta kiếm thằng nào trong vòng 2 năm là đem vô được. Anh Ngọc Hà chia sẻ nè, thằng mía nè, mía được. Ở trong đây Thanh Ngân chia sẻ là củ mài, củ mài á thì được đó, nhưng mà củ mài nó có vấn đề cái là ổng là dây bò, nên ổng bò là bò tùm lum hết, nó ảnh tại vì cái hàng này nè, cái hàng vị trí của hàng đu đủ cấp vị trí của hàng cà phê á, trong đây nó có khoảng 0.75 cm, chưa tới 1 m, nhưng mà nếu mà củ mài á là nó bò nát luôn hàng cà phê này, là cà phê này nó sẽ bị ảnh hưởng phát
bị kiềm chế cái sự phát triển cực kỳ lớn, mấy cây xung quanh nó cũng vậy. Nên là được, nhưng mà nó được về dạng như chức năng, được về theo kiểu mà dạng như vai trò thôi, chứ còn nếu mà dạng như về cái đặc tính sinh thái hoặc sự phát triển nó là không phù hợp. Ngân gọi với anh nói cho đó không Ngân? Dạ có anh, em cảm ơn anh. Rất biết ơn em. À, trong đây thầy có nói là cây củ lùng nè, củ lùng nó cũng là nó xem như so với hàng cây dông ghiền thì nó được, nó cũng thu hoạch trong vòng khoảng một năm. Anh Quang Phạm nói là rau ngót. Dạ, rau ngót rất là hay. Rau ngót là dạng như nó là cái cây mà nó thu được trong giai đoạn đầu và kể cả giai đoạn sau luôn. Thay gan ngót nó vừa là bóng được và vừa sáng được, nên nó là dạng như ban đầu hay là sáng nó vẫn phát triển được, về sau nó vừa bóng nó vẫn phát triển được, và dạng như chúng ta để cho nó to lên làm sinh thối vẫn được luôn. Khóm cũng được, rất là hay. Khóm cũng là thu được trong khoảng cỡ chừng 2 năm, và nếu mà chúng ta vừa bụi đó nó vẫn phát triển và chúng ta vẫn có thể thu được, và sau khi mà một thời gian sau thì chúng ta phá các tẻ nó vẫn được. Anh Dũng thì anh chia sẻ là cây đinh lăng. Đinh lăng thì vẫn được, nhưng mà là đinh lăng nếu mà chúng ta xét trong chế hạn khoảng 2 năm thì chủ yếu nó có vai trò hay là chủ yếu là nó thu lá và thu cọng thôi. Chứ thu cũ thì trong vòng 2 năm thì đinh lăng nó không rõ chức năng của thu cũ được. Tại vì đinh lăng đó trong khoảng thời gian đó nó chủ yếu là nó chỉ thu lá với cọng thôi. Cũ nó càng thời gian khoảng lớn hơn 3 năm thì nó mới thu cũ tốt. Đinh lăng càng bóng nhưng mà một ít ánh sáng nó phát triển vẫn tốt. Bụt giấm được. Bụt giấm được thu trong cái thời gian lâu vẫn được. Thu khoảng cỡ hơn một năm nó vẫn thu được. Súng là cái gì chị? À, sung hả? Sung không được. Vậy cái sung là cây thu hoạch nó cần nhiều thời gian hơn, nó là cây lấy gỗ lâu năm. Nếu mà sung á, chị thay thế cho cái hàng cây bơ thì được, còn thay thế cho đu đủ là không được. Chị Quỳnh hình dung em nói không nhỉ? Thay thế cho hàng bơ ở trên nè là được, nhưng mà thay thế cho hàng bơ dưới là được, trong giai đoạn 2 thì được. Mà hay là đu đủ trong giai đoạn 1 là không được. Các anh chị hiểu ý em nói chỗ này không? Ủa, đu đủ rồi nó chịu mát được hả Lộc? Dạ đúng rồi, đu đủ có mát chút xíu nó chịu vẫn được. Rồi, kế tiếp. Chúng ta lựa chọn các cây kế tiếp và thay thế cho các loại cây kế tiếp. Hôm bữa là em sẽ không có xét đặc tính vô, em sẽ không đặt xét đặc tính ưa sáng hoặc là về cái kích thước của cây vô. Nhưng mà hôm nay em sẽ bắt đầu em sẽ xét cái thằng đó vô từ từ để cho các anh chị quen dần với nó. Rồi, ở trong đây anh Quang có chia sẻ là anh Quang chọn cái cây gì thay thế cho hàng thay thế bằng mai, hoa giấy gì anh Quang? À, đu đủ, anh Quang nói là dùng đu đủ để thay thế mai hoặc vài hoa giấy. Thì như thế này nè, đu đủ thì thay thế bằng cây sau này hay là dạng như chúng ta trồng trong giai đoạn 2 á, chúng ta trồng là vị trí của hàng bơ hoặc là gỗ gụ á, chúng ta trồng cây mai thì được, tại vì hàng mai á nó bóng nó vẫn phát triển được. Nhưng mà hoa giấy thì không được, hoa giấy là cây ưa sáng, nếu mà trồng hoa giấy vô cái khu vực này mà nó thiếu ánh sáng là nó sẽ không phát triển được. Một số loại cây cảnh thì các anh chị khi mà lựa chọn cây cảnh á, thì phải lựa chọn nó là cây chịu bóng. Còn nếu mà cây cảnh mà cây ưa sáng là không trồng được, không chịu bóng, không trồng được. Rồi ở trong đây chị Quỳnh chọn tiếp theo là cây gỗ gụ thay thế bằng gỗ xoan, được. Gỗ gụ thay thế bằng cây gỗ xoan. Hàng gỗ gụ này ở Việt Nam nó xem như là so với cái cây cây trứng xấu hoặc xà cừ đó các anh chị. Rồi cái cây lấy gỗ là gỗ gụ này các anh chị chúng ta có thể thay thế bằng các loại cây lấy gỗ nào nữa không ạ? Mà các anh chị chúng ta chia sẻ. Cây dạ.
Rồi các anh chị chia sẻ rất là nhiều nè. Lát nè, mùn đen xưa, liêm giỏi, mùn được, tất cả đều được hết, chắc cũng được luôn. Nhưng mà chú ý, chúng ta chú ý đến cái mức độ phát triển của nó. Ví dụ như hàng xưa hoặc là mùn đen nè, thì nó tương đối nó ổn, chúng ta sẽ ít tốn công. Nhưng mà hàng giỏi này nè, và cái tán của nó trong các giai đoạn đầu đó, nó hơi dày. Nên hay là các anh chị chúng ta phải cắt tỉa nó thường xuyên mới được. Chắc dán hương là dạng như chắc dán hương thì là dạng như nó sẽ trong giai đoạn đầu nó cũng tương đối, nhưng mà giai đoạn sau thì nó hơi to, giai đoạn sau thì mình cũng phải cắt tỉa nó thường xuyên. Hương đá trầm sao cả té. Đàn bình dầu gái thông bằng lăng ngọc lan giỏ gụi dến táo. Quá nhiều rồi. Nhưng mà nhìn chung là tất cả hàng lấy gỗ mà mình chuyển vô đây đều được. Nhưng mà chúng ta chú ý đến cái việc xem mà hàng lấy gỗ nên tán thưa hoặc tán dày. Nếu mà cái tán nó dày quá thì chúng ta phải bố trí như là nó thưa ra, hoặc là quản lý chất thể nó thường xuyên. Còn nếu mà tán nó thưa thì chúng ta có thể trồng nó giữ cái mật độ như thế này, khoảng cỡ chừng 3 mét một cây và không có thay đổi gì. Nhưng mà tán dày thì phải giãn mật độ nó ra, hoặc là phải cắt tỉa nó thường xuyên thì cái hệ thống này nó mới phát triển được. Còn bằng không hơn là mấy cây ở dưới này là nó phát triển không nổi luôn. Các anh chị chú ý giúp em điều đó. Rồi. Tại vì dạng như cái phần hệ thống này nó cũng khá đơn giản, nên cái việc mà thay thế các loại cây thì em thấy cũng bao nhiêu đây thôi là đủ rồi. Ngày hôm nay chúng ta nhiêu đây thôi là đủ rồi. Ít bữa nữa chúng ta sẽ học từ từ thay thế từ từ đối với các cây tiếp theo nữa. Rồi chắc em xin phép ngưng tại đây. Chúng ta sẽ đi tới cái phần tiếp theo để cho chúng ta tiết kiệm thời gian. Chắc anh mời Thủy đi. Thủy chia sẻ một cái bài nhạc cho các anh chị nghỉ giải lao hồi đi rồi. Cái sau đó chúng ta sẽ đi tới phần tiếp theo. Thầy. Dạ. Rồi. Rất biết ơn Thủy. Dạ, bài hát rất hay. Tại vì trong cái phần mà chia sẻ về tiểu khí hậu á, em thấy có một cũng có một số cái nội dung rất là quan trọng nhưng mà chúng ta chưa có nhắc đến. Thì em có soạn tới một số cái phần nội dung mà chúng ta sẽ đi sâu nghiên cứu tìm hiểu về tiểu khí hậu kỹ hơn. Dạ. Ok. Em xin lỗi, trang trị đàn một chút xíu. Thì em có một câu hỏi và muốn hỏi các anh chị, đó là mình sẽ tư duy lựa chọn loài và vị trí như thế nào trong mô hình tiểu khí hậu? Theo các anh chị thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi như này như thế nào. Chúng ta đã tìm hiểu về cái phần xem video về tiểu khí hậu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chúng ta sẽ có cái phần tư duy chọn loài hoặc là cái vị trí như thế nào để cho chúng ta có thể áp dụng vào cái tiểu khí hậu nè. Mời các anh chị chúng ta giơ tay chia sẻ đi. Chúng ta nghĩ gì chúng ta chia sẻ cái đó thôi, không cần phân biệt đúng sai đâu. Mời các anh chị. Tư duy chọn loài và vị trí như thế nào trong tiểu khí hậu? Mời các anh chị chúng ta giơ tay chia sẻ, hoặc chúng ta có thể tự đặt mi lên chia sẻ cũng được.
Chị xin phép thử chia sẻ trước nhé. Dạ, chị cứ chia sẻ đi ạ. Chị đầu tiên thì chị nghĩ là chị sẽ chọn một cái loại bò dưới mặt đất để nó có thể che phủ được phía thấp nhất. Ví dụ như là cái như lá lốt hoặc là lặc dại gì đấy. Trên đấy chị sẽ trồng một loại cây bụi mà có tác dụng ngắn ngày mà mình vẫn có thể có thu nhập được, ví dụ như lạc hoặc là đậu. Và trên và có thể là tiếp theo thì trên cái tầng đấy thì chị sẽ trồng một trồng cây ăn quả. Và trên tầng cây ăn quả thì chị sẽ trồng cây lấy gỗ. Và cái đó là dạng như thực hành này. Cái đó là thực hành này. Chúng ta để đi chi tiết rồi. Một cái tổng thể hơn đó là vì sao chị lại có cái góc nhìn là phân loại chia theo cái như thế. Cho các anh chị dễ hình dung hơn. Tức là ý của chị thì chị trong một cái chị đang hình dung là sẽ chọn tức là nó sẽ chia ra các, đầu tiên là mình hình dung khi mình muốn xây dựng một tiểu khí hậu thì mình phải chọn các tầng tán khác nhau để nó không bị cạnh tranh về mặt bóng, tức là cạnh tranh về mặt tầng. Thứ nhất là cạnh tranh về mặt mặt tầng. Thứ hai nữa là chị nghĩ về mặt là che phủ ở phía dưới. Và thứ ba là chị nghĩ về cái việc là có sinh khối. Và thứ tư là chị nghĩ về việc là có thu nhập từ ngắn ngày cho đến dài ngày. Đấy là những yếu tố mà chị cân nhắc khi lựa chọn. Dạ, rất thú vị. Biết ơn chia sẻ của chị Quỳnh. Các anh chị chúng ta còn có chia sẻ gì thêm nữa không ạ? Chúng ta sẽ tư duy hoặc là dạng như chị Quỳnh chia sẻ là cái yếu tố cân nhắc cho cái việc khi mà dạng như lựa chọn các loại cây trồng trong tỷ khí hậu. Các anh chị chúng ta còn có chia sẻ gì thêm nữa không ạ? Là các anh chị chúng ta chia sẻ. Dạ, em mời chia sẻ của chị Liên. Alo. Dạ, mời chị. Mình thì không có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng mà theo mình thì nói đến tiểu khí hậu thì sẽ phải cân nhắc đến cái khí hậu ở vùng đó như thế nào, nếu mưa mùa nắng như thế nào. Và thứ hai là cái đất ở cái vùng đó thì là cái cây nào là bản địa, là cái cỏ bản địa là cây gì chẳng hạn. Và cái thứ ba nữa là cái cây chủ lực của mình cần là cây gì, thì từ cây chủ lực mình bắt đầu mình phát triển ra các cây hỗ trợ ở cây ngắn hạn, dài hạn xung quanh. Đó. Rồi, rất biết hiểu biết tới của mình như vậy. Cảm ơn. Rất biết ơn chia sẻ của chị Liên. Em mời chia sẻ tiếp theo của chị Nhã. Cảm ơn Lộc. Thì nếu là mình thì mình cũng đang suy nghĩ cân nhắc để mà cải tạo cái rẫy của mình thôi. Thì ví dụ như là các cái yếu tố mà mình sẽ cân nhắc khi mà chọn cái cây trồng trong cái phần tiểu khí hậu á, đầu tiên đó là cái cây trồng chính mà mình mong muốn là cái gì, cái định hướng mà mình muốn xây dựng cho cái rẫy của mình là như thế nào. Ví dụ như là của mình thì mình muốn đi về dược liệu đi, thì những cái cây mà hỗ trợ hay cái gì đó thì mình sẽ ưu tiên chọn những cái cây dược liệu tương ứng. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là thời gian và cái nguồn lực của mình đầu tư được như thế nào cho cái rẫy của mình hiện tại. Ví dụ như là mình thì mình không có thời, mình không hiện, mình không ở trực tiếp rẫy nhiều các kiểu, cho nên là mình sẽ không chọn được các cây ngắn ngày hoặc là những cái cây có thu hoạch ngắn ngày để mà trồng. Thì mình sẽ ưu tiên chọn những cái cây dài ngày hơn rồi các kiểu. Và cái tiếp theo là mình sẽ ưu tiên chọn là phân bổ theo cái tầng tán. Ví dụ như tầng cao thì mình sẽ lựa chọn những cái nhóm cây nào phù hợp. Ban đầu thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn trước là những cái cây bản địa hiện tại đang có ở vùng đó, hoặc là những cây đang thích nghi tốt ở cái vùng khí hậu đó. Nếu mà không có thì mình sẽ tìm gọi là tương đương cùng cái mà mình cần. Đó. Sau đó thì những cái tầng thấp hơn như vậy. Thì cái của mình thì mình sẽ ưu tiên là chọn dựa vào cái nguồn lực hiện tại của mình cộng với lại là cái tình hình thực tế tại vùng đó, những cái cây trồng bản địa tại vùng đó. Là cái phần mình đang cân nhắc cái này. Rồi, biết cho Hằng chia sẻ của chị Lê Nhã.
Em mời chia sẻ tiếp theo của chị Hoàng Anh ạ. Dạ chào mọi người ạ. Cái câu này thì theo mình nghĩ là mình sẽ lựa cái cây trồng làm sao mà nó phù hợp ở trong cái khu vườn của mình mà mình đỡ cái công chăm sóc nhất à. Tức là cây nó vẫn sống khỏe mạnh và nó hài hòa với nhau trong cái khu vườn mình mong muốn á. Kiểu vậy, tức là cái kho, nó sống được trong mọi mùa luôn á, trong quanh năm á, mà không có cần phải chăm sóc quá nhiều á. Dạ. Nó hỗ trợ lẫn nhau á. Dạ. Dạ. Dạ hết á. Rồi, rất biết ơn chia sẻ của chị Hoàng Anh. Các anh chị chúng ta còn có chia sẻ gì thêm nữa mà. Mời các anh chị. Dạ, em mời chia sẻ tiếp theo của chị Đỗ Anh ạ. Em nghĩ là nên chọn các cây mà nó có thể thay thế nhau theo thời gian nhé. Tức là khi ví dụ như lúc nãy trong video đấy thì anh ấy có dùng cây ngô, sau đấy thì cây đậu chiều nó thay thế. Thì mình sẽ kiểu cứ có cây nọ tiếp nối cây kia thì nó không bị trống. Dạ, rất thú vị. Biết cái đó là tiến trình. Dạ, kế thừa. Rất biết ơn chia sẻ của chị Oanh Đẩu. Dạ. Chúng ta ở mỗi cái góc nhìn đó, chúng ta sẽ có những cái ý tưởng hoặc là dạng như những cái chia sẻ các quan điểm khác nhau, không có phân biệt đúng sai ở đây, chỉ là dạng như nói ở chỗ là cái sự phù hợp thôi. Và đôi lúc là dạng như chúng ta nhìn một cái góc tổng thể hoặc là dạng như chi tiết thôi. Dạ. Nên hay là các anh chị chúng ta cứ an tâm mạnh dạng mà chia sẻ. Rồi, tiếp theo. Đối với em, để em trả lời cái phần câu hỏi này á, thì cũng giống như hồi nãy đối với câu trả lời của chị Liên đó. Thì em đầu tiên em sẽ xét đến là dạng như các cây trồng, đặc điểm sinh thái của các hàng cây trồng chủ lực và cái cây trồng hỗ trợ. Ví dụ như là trong trường hợp cái cây trồng chủ lực của em á, là dạng như là cây tán cao, ví dụ như xoài đi chẳng hạn. Đặc điểm sinh thái của nó là ưa sáng, thì hay là dạng như đối với dạng như những tiểu khí hậu mà em để hỗ trợ cho cây xoài á, thì hay là dạng như nó chỉ thấp hơn cây xoài thôi và nó không được cao hơn cây xoài. Thì cái phần này chúng ta đã học qua cái bài mà dạng như trong cái bài phân tích cây sinh thái đó. Ở dưới nó nè có cây dứa nè, rồi hai bên của nó hay là dạng như là có cây ở dưới nó có cây dứa nè, rồi hai bên của nó là có cái hàng xa thì dạng như có hàng cái cây giả quỳ. Dạ, bốn bên là có giả quỳ, rồi có hơn là dạng như có hàng cây cỏ dôi, rồi xa hơn nữa hơn là có cây chuối, cây sắn. Đó là cái hàng tiểu khí hậu của cái cây xoài. Và hơn là dạng như mỗi các loài hơn là nó sẽ có những cái tiểu khí hậu nó phù hợp. Rồi ví dụ như cụ thể chúng ta, ví dụ như ở dưới đây cái hàng cái cây của chúng ta mà trong cái bài học hôm nay của chúng ta là cây cà phê đi chẳng hạn, nó là cái cây ăn quả tán thấp, nó em ví dụ như nó ở dưới tán của cái hàng cây đu đủ này đi, thì nó tán thấp, nó chịu bóng và hay là dạng như nó cần hơn là một tạo một cái tiểu khí hậu hay là có cái anh gì đó hay là ảnh che mát ở trên, ví dụ như trong trường hợp này là đu đủ, xa hơn nó là cây chuối, xa hơn nó là một cái cây lấy gỗ. Và gần như cái hình này nó áp dụng đúng cho cái việc mà dạng như cái bản thiết kế của trong cái khu vườn mà chúng ta học ngày hôm nay. Còn ở dưới nó thì có thêm những cái hàng khác, ví dụ như là dạng như cái hàng là khoai môn chẳng hạn đó, hoặc một số cái hàng nhóm cây họ đậu là hay là dạng như là đậu kiếm, đậu xăng. Nhưng mà hay là nó sẽ tùy cái kích thước và dạng như các giai đoạn cụ thể mà dạng như chúng ta sẽ cho là cái cây là họ đậu này nó cao, nó lớn như thế nào. Còn trong một số trường hợp là chúng ta sẽ đi ra tới ngoài đây thì có những cái hàng mà ở ngoài đây là cái cây bụi hoặc là dạng như những cây to, nhưng mà là thật sự không phải là cái khu vườn lúc nào chúng ta cũng trồng cây ăn quả hoặc là cây lấy gỗ đâu. Trong khu vườn gần của chúng ta đôi lúc một số khu mà chúng ta chia đấy nó chỉ trồng số cây thấp thôi, tán thấp, và nó có đặc tính nhiều là ưa sáng, ví dụ như hàng ngô nè, rồi hàng cây khoai tây, hoặc là dạng như một số cái hàng cây gao nhỏ ở dưới, ví dụ như dạng như ngải cứu hoặc là xà lách đầu tiên nhân chẳng hạn.
thì là nó sẽ không có cần quá nhiều cho cái việc mà chú ý các tầng đáng ở trên, mà nó chủ yếu là dạng như từ cái hàng mà cả từ hàng tầng 3 hoặc là đôi lúc là một số loài là nó chỉ là tầng 4 ở dưới thôi, chứ không phải là dạng như khi nào chúng ta cũng sắp xếp là một cái khu vườn là nó có đủ 4 tầng, mà đôi lúc là dạng như nó chỉ có khoảng cho chừng 2 hoặc là 1 tầng thôi, nó tùy thuộc vào dạng như các loại cây trồng của mình. Đó là cái cây trồng chính. Rồi các hàng cây trồng hỗ trợ xung quanh thì chúng ta coi coi là dạng như cái hàng đặc tính sinh thái của cây trồng chính như thế nào, nó cần thiết ra sao, thì là chúng ta sẽ lựa chọn cái cây trồng hỗ trợ xung quanh cho nó phù hợp. Thì nó hồi nãy nói về cái đặc tính của cây trồng chủ lực, còn cây trồng xung quanh đó, thì chúng ta sẽ dựa trên cây trồng chủ lực. Ví dụ như trồng chủ lực ở chỗ này, ví dụ như khoai tây hoặc là dạng như hàng ngô đi chẳng hạn, mà chúng ta trồng cái cây hỗ trợ ở dưới thì đôi lúc là dạng như chúng ta chỉ trồng là hàng bí hoặc là đậu thôi. Đôi lúc một số vườn là họ chỉ trồng thêm hỗ trợ thêm một tầng ở dưới nữa, ví dụ như rau má thì chẳng hạn. Nó tùy thuộc vào cái nguồn lực hoặc là cái điều kiện của cái khu vườn, họ có cây nào hoặc là dạng như họ thích cây nào thì họ trồng đó. Đó, dựa vào cái phần nhu cầu cây trồng và cái đặc điểm sinh thái của cây trồng chủ lực và cái cây trồng hỗ trợ chúng ta đưa vào. Và chú ý một điều, nếu mà các anh chị gặp khó khăn trong việc lựa chọn các cây trồng hỗ trợ đó, mà chúng ta không biết lựa chọn hàng nào cho phù hợp, thì chúng ta áp dụng y như là dạng như cái bài mà hôm nay chúng ta đã học. Và hay là dạng như chúng ta có hàng đậu xăng nè, chúng ta có hàng bắp nè, và chúng ta có hàng đậu kiếm nè, là đó là những cái hàng mà dạng như nó là những cái hàng cây hỗ trợ rất là phù hợp, tại vì nó không có sâu bệnh và dạng như nó có khả năng thích nghi cực kỳ cao, nên nó là gần như nó đưa vào cái bất kỳ cái là cây nào nó cũng phù hợp hết. Còn nó là và nó là dạng như chúng ta chú ý những cái khoảng cách và cái vị trí của nó đối với dạng như trong cái cây trồng chính của chúng ta mà chúng ta có thể áp dụng nó được luôn. Ví dụ như nó là dạng như nếu mà các anh chị trồng cái cây dạng như cây cam hoặc là hàng quýt đường được thiên nhiên chẳng hạn ha, anh chị có thể thiết kế y như thiết kế cái tiểu khí hậu xung quanh với cây trồng cam hoặc cây quýt đường của mình đó. Y như thôi là dạng như đối với cây cà phê trong buổi học, và chúng ta có thể thay đó thấy một số các loài mà dạng như nó có cái đặc tính tương đương, ví dụ như dạng như hàng cây cà chua đi, thì hay là dạng như chúng ta có thể thay thế bằng ớt hoặc một số hàng giống cà, cà phổi, cà tím gì đó vân vân, hoặc là dạng như cà pháo thì chi cũng được đó. Rồi một số cây họ đậu ở dưới thì là dạng như chúng ta có thể thay thế bằng đậu đen, đậu trắng, đậu kia, đậu nành hoặc đậu xanh đậu vân vân nếu mà cần thiết. Nhưng mà xét về mức độ tối ưu thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ. Còn đậu xanh thì chúng ta có thể, cũng có thể đậu xanh thì chúng ta có thể thay thế bằng một số cái hàng nguồn này kia. Rồi tiếp đó là dạng như cái tại vì nó là thật sự cái phần lý thuyết về nó là nó không có nó không có lý thuyết về đó, đa phần hay là cái kiến thức này nó chủ yếu là dạng như do cái phần kinh nghiệm thực tế hoặc là họ quan sát thôi, nên hay là đôi lúc chúng ta cũng phải chấp nhận thử sai và chúng hoặc là chúng ta sẽ đưa ra những cái giả thuyết về nó, mà chúng ta có thể đặt ra câu hỏi là nếu mà cái điều này lặp lại thì cái chuyện gì sẽ xảy ra. Ví dụ như là cái bài mà hôm bữa chúng ta nói về cây xoài đi, thì chúng ta thử thay thế các vị trí của cái cây trồng này, ví dụ như là hàng mùa hàng cây dở quỳ này nè, nếu mà chúng ta chuyển vô vị trí mà chỗ cây hàng vị trí của những cây dứa ở dưới gốc của cái hàng dở quỳ ở dưới gốc của hàng xoài thì cái điều gì nó sẽ xảy ra, thì chúng ta sẽ đưa ra những cái giải thuyết coi coi là dạng như nó sẽ có những cái hiện tượng gì, những cái vấn đề gì, rồi cái sau đó chúng ta sẽ sắp xếp những cái giả thiết đó, rồi sau đó lựa chọn những cái hàng mà nó tối ưu nhất và nó phù hợp nhất để cho chúng ta áp dụng như cái khu vườn. Các anh chị hình dung ý không đó, em nói cho đó không nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta thử thực hành thử coi, bây giờ nếu mà chuyển hàng dở quỳ này dưới tán xoài đi thì điều gì nó sẽ xảy ra? Mời các anh chị chúng ta đưa ra cái giả thiết thử coi sao. Nếu mà chuyển hàng dở quỳ này dưới tán xoài thì điều gì sẽ xảy ra?
À, mình nghĩ xá quỳ là một cái cây ưa nắng nên là nếu mà đưa vào dưới tán xoài thì nó sẽ không có đủ cái lượng sinh khối theo như đúng cái mục đích của trồng cây xá quỳ ấy. Dạ, đúng rồi. Mình rất biết ơn chia sẻ của chị. Còn các anh chị chúng ta có chia sẻ gì thêm nữa mà ngoài cái vấn đề hay là cây giáo quỳ nó bị chiếm ánh sáng từ cái hàng xoài, nó không có được cái chức năng về sinh thối nó hoàn thiện, nó còn có cái vấn đề nào nữa hay không mà các anh chị chúng ta giơ tay chia sẻ? Em mời chị Đỗ Anh ạ. Em nghĩ là nó có thể mọc rất là tốt xong rồi che mất ánh sáng của cây xoài. Dạ. Làm cây xoài bị giảm mất sản lượng ra trái. Dạ. Tại vì rồi rất biết ơn chia sẻ của chị Đỗ Anh. Tại vì hàng xoài và hàng giáo quỳ này nè, gần như nếu mà chúng ta không gác tỉa hoặc không là dạng như chúng ta mà cho nó một thời gian thì hai cái tán của hàng này nó đụng nhau. Và cái việc mà hai tán này đụng nhau thì chắc chắn là sẽ có một hàng hơn một hàng thiệt, hoặc là đôi lúc là hai hàng thiệt luôn. Nên hay là từ đó mà nó dẫn đến cái việc mà không hiệu quả. Bởi vậy như nó dẫn đến hay là hàng xoài này nó sẽ không có, đôi lúc hay là vậy như cái hoàn năng suất cái trái nó sẽ giảm. Chúng ta còn nêu ra cái vấn đề nào nữa không ạ? Mời các anh chị. Rồi nếu mà các anh chị không chia sẻ gì thì thôi em xin phép em nói thôi. Tại vì hàng xoài nè, nó sẽ có một cái đặc tính là nó chịu thông thoáng, nó không chịu dầm dạp quá nhiều. Thì khi mà ông này mà dạng như ông chuyển qua bên đây là hai hàng này là nó không chỉ cạnh tranh về không gian mà nó còn tạo ra cái môi trường dầm dạp nữa. Thì hàng xoài này nó sẽ dễ dẫn đến cái sâu bệnh cho cái hàng xoài nó phát sinh. Nó không chỉ hơn là ông xoài nó trái vô cái việc mà cạnh tranh không gian mà nó còn bị dậm dạp và nó phát sinh cái sâu bệnh cho ông xoài. Dạ. Còn bây giờ hay là người ta chọn ra những cái vị trí này là tối ưu rồi. Mình đối với dạng như nếu mà chúng ta chuyển cái hàng xoài ra ở cái hàng mà giỏ quỳ đi, chuyển ra vị trí ở chính giữa này thì cái điều gì sẽ xảy ra? Chị nghĩ là cắt tỉa nó sẽ tốn công để di chuyển cái sinh khối đó vô trong á. Dạ. Đúng rồi, cái việc đó cắt tỉa thì tốn công việc mà tiễn sinh khối nó đi vô trong. Dạ. Rồi nó chỉ có dạng như cái vấn đề đó thôi, nhưng mà nó là một trong những yếu tố quan trọng để cho là nó gần như nó là chủ lực. Nếu mà nó tốn công nhiều quá và cái việc mà chúng ta vẫn trồng á thì sẽ là dạng như chừng nữa cái phần chi phí hoặc là cái thời gian của chúng ta nó sẽ phát sinh lên rất nhiều. Rồi, rất biết ơn chia sẻ của chị Phương. Và ở trong đây nè, em rút kết lại thì nó có hai cái yếu tố. Đó là cái vị trí trong đây thì em lại chia nó ra nhỏ hơn, đó là hai cái, đó là cái dễ, cái khó và cái xa, cái gần. Thì khi mà chúng ta xét ví dụ như dạng như chúng ta về các vị trí của cái hàng cây trồng chủ lực và cái cây trồng hỗ trợ đi, thì nếu mà cái vị trí nào là dạng như nó sẽ thuận lợi cho cái việc mà chúng ta tạo tiểu khí hậu tốt cho cái cây trồng, rồi vị trí nào là dạng như nó khó hoặc nó không phù hợp, rồi chúng ta sẽ lựa chọn các vị trí nào mà dạng như nó gần đi thì nó sẽ ra sao và nó xa nó sẽ ra sao, thì chúng ta thử nghiệm các nhận thức đối cực này nè và chúng ta sẽ biết cái biên độ của nó. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là nếu mà nó gần quá thì nó không được, mà nó xa quá thì nó cũng không được. Rồi cái hàng nào mà gần quá, nó ví dụ như gần quá nó khoảng cỡ chừng bé hơn khoảng cỡ chừng 50 cm đi, mà xa quá khoảng cỡ chừng 2 m cũng không được, thì chúng ta chọn cái biên độ của nó nằm trong khoảng cỡ chừng 50 cho đến 200 cm là 2 m. Rồi cái chúng ta coi giảng nó, rồi cái sau đó chúng ta đặt cái giả thiết thử coi ha, là cái vị trí nào nó phù hợp. Rồi cái sau đó chúng ta thử nghiệm và lựa chọn cái vị trí đó.
Các anh chị giỏi em nói chỗ này không nhỉ? Chỗ cái vị trí nè. Rõ rồi. Cho mình hỏi cái khoảng cách vị trí này là khoảng cách của giữa cây chủ lực và cây hỗ trợ đúng không ạ? Đúng rồi. Khoảng cách giữa hàng chủ lực và hỗ trợ để tạo xây dựng cái tiểu khí hậu. Và tiếp theo nữa đó là dạng như cái thời điểm. Tại vì nó sẽ, cái cây nó sẽ phát triển, nó sẽ có những cái mức độ về cái bóng, cái tán, tầng tán nó khác nhau trong những cái giai đoạn khác nhau. Chứ không phải là các giai đoạn nào nó cũng y như nhau. Bây giờ ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta nhớ trước đó là cái cây chuối mà trồng xuống giữa cái cây xoài. Các anh chị còn nhớ phần đó không? Nhưng mà nếu mà cái thời điểm là họ vẫn giữ chuối cho đến khoảng cỡ sau 5 năm, họ vẫn giữ duy trì cái cây chuối đó, thì giờ đó là dạng như nó sẽ ảnh hưởng đến cây xoài. Nhưng mà trước cái thời điểm đó thì gần như nó sẽ không ảnh hưởng. Tại vì những cái qua nó sẽ có một cái biến trình biến chuyển theo thời gian và không gian khác nhau, thì cái yếu tố thời gian nó làm thay đổi, cái nó làm cho hay là dạng như cái biến ban đầu nó đúng, cái sau đó nó trở thành sai. Hoặc trong cái câu chuyện của chúng ta đối với cái phần mà tiểu khí hậu của cái hàng cái cây cây cà phê, đối với dạng như hàng cà phê trong giai đoạn đầu mùa khô thì người ta tạo ra tiểu khí hậu để che mát cho hàng cà phê, ok như thế đúng. Nhưng mà hay là dạng như bắt đầu hay là một thời gian sau nó có đủ đầy đủ các lượng nước, cây cà phê nó phát triển ổn định, nhưng mà họ vẫn duy trì cái tiểu khí hậu đó bằng việc là trồng cái hàng mà các cây ngô nè, rồi hàng điên điển ở cây ngô và dạng như cái cây đậu xanh xung quanh. Thì các anh chị hãy thử tưởng tượng nếu mà họ vẫn duy trì như thế mà họ không cắt tỉa quản lý thì cái điều gì sẽ xảy ra. Cà phê nó chậm lớn. Đúng rồi, cà phê chậm lớn, lớn không được. Không có cái không gian, tại vì là nói ẩm là cái cây chịu bóng, nhưng mà không phải là dạng như là bóng mà suốt đời như thế ổng chịu được. Tại nó cần có khoảng một thời gian nó có sáng chút xíu, hoặc là một số cái giai đoạn thôi là nó sẽ có một cái không gian trống để nó vươn lên. Còn thôi là dạng như ổng cứ treo hoài và ổng sẽ không có tạo không gian đó, thì hai thằng đó nó cạnh tranh với nhau và thôi là trong hơi nó sẽ không còn phát triển được. Nhưng mà người ta có một cái tiến trình nó phù hợp ở chỗ đó, là dạng như ban đầu nó yếu thì hỗ trợ, rồi từ đó sau đó là dạng như buông nó ra từ từ, nó mạnh hơn từ từ, rồi cái xa ra từ từ, thì nó tạo ra một cái thuận lợi rất là lớn. Và phải kết hợp hai cái yếu tố về thời điểm và vị trí này lại với nhau, chứ không phải là dạng như nó luôn luôn đúng. Ví dụ như hôm bữa có ví dụ như đó, đối với thiết kế của mấy em trồng sầu riêng đi, em trồng sầu riêng trên đây, em trồng đó là cái cây bạch đèn là hỗ trợ cách thằng sầu riêng có khoảng chừng mét thôi sát bên. Cái vai trò của thằng bạch đèn có vai trò là dạng như nó cung cấp cái hàng tinh dầu đó, nó làm xua đuổi dạng như một số cái hàng sâu bệnh cho cái cây sầu riêng. Việc tiếp theo của nó là nó cung cấp hàng sinh khối liên tục cho hàng sầu riêng, tạo mạch sinh trưởng và phát đó. Nhưng mà là dạng như trong lúc mà các giai đoạn thế mà cây sầu riêng nó nhỏ, nó chỉ cho nằm trong khoảng chừng 2 hoặc cùng lắm là 3 năm tuổi thôi, thì bạch đèn đó nó có giá trị. Nhưng mà nếu mà dạng như một thời gian trở lên mà dạng như em vẫn duy trì cái hàng cây bạch đèn đó, thì là nó cách con khoảng chừng 1 mét thôi là hay là dạng như bạch đèn đó, sầu riêng nó bắt đầu nó giáp tán, nó giáp tán với bạch đèn đó, thì giờ đó hay là hàng sầu riêng nó tán nó sẽ bị thay đổi cấu trúc, làm cho xấu tán của cây sầu riêng. Và chừng đó nếu mà em vẫn để duy trì như thế thì một thời gian sau là năng suất của sầu riêng của em nó sẽ giảm. Nhưng mà hay là dạng như em duy trì trong thời gian ngắn đó, rồi thời gian dài sau thì bắt đầu em cắt tỉa, em loại bỏ hàng bạch đèn luôn, thì hay là dạng như nó sẽ hỗ trợ tốt cho cái cây sầu riêng, và nó sẽ có những cái cây sau nữa, xa xa hơn nó hỗ trợ từ từ. Và cái thời điểm, mỗi cái thời điểm khác nhau theo cái mức độ thời gian, ví dụ như biên độ nó khoảng 6 tháng nó sẽ có những cái nhóm cây hỗ trợ khác nhau, khoảng 1 năm nó sẽ có những cây hỗ trợ khác nhau, và khoảng 3 năm nó sẽ có những cây hỗ trợ khác nhau. Chứ không phải là chúng ta sẽ duy trì các cây hỗ trợ đó tồn tại mãi mãi thì không đúng. Các anh chị hình dung miếm đó không nha? Các anh chị nào gõ nhắn số 1 giúp em.
Dạ. Rồi, rất biết ơn các anh chị. Rồi, và cái thầy vị này nó rất là thú vị. Thầy vị này là cái yếu tố rất là thú vị. Các anh chị rảnh có chúng ta có thể tìm hiểu thêm trong kinh dịch. Nó nói rất nhiều về thầy vị, nó chỉ nói xung quanh hai chữ thầy vị này thôi. Có điều kiện chúng ta tìm hiểu thêm. Rồi đây là một số cái phần về hình ảnh, ví dụ những cái câu chuyện cụ thể hơn để em để cho các anh chị hình dung là ví dụ như cái bức hình ở phía bên tay phải là một cái bức hình về về em tư vấn cho một cái mô hình vườn gần của chị Hương Senka Hill ở Thanh Hóa. Thì là chúng ta thường khuyến cáo là hàng cỏ xả này nè, là trồng cách cây trồng chủ lực, đặc biệt là dạng như cây ăn quả đó, là tối thiểu nó khoảng cỡ chừng khoảng 1 mét cho đến khoảng 1 mét rưỡi, chứ không có là khoảng cách như thế này. Một khoảng cách như thế này là nó chỉ khoảng cỡ chừng 30 cm thôi. Nhưng mà là vì sao cái câu chuyện họ lại chọn là cái khoảng cách này, tại vì là câu chuyện đó là dạng như đối với cái khu vực mà ở Thanh Hóa mà Ngọc Lạc mà của chị Hương làm đấy nè, thì nó là điều kiện đất đai nó rất là khắc nghiệt, gần như nước nó chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào mùa mưa thôi, và nó là dạng như vào mùa khô là hoàn toàn không có nước tưới, kể cả nước sinh hoạt luôn là vẫn không có nước sử dụng. Và nếu mà dạng như chúng ta vẫn áp dụng theo nguyên tắc thông thường, đó là chúng ta trồng cỏ xả và cách khoảng cỡ chừng 1 mét xa hơn liên quan chẳng hạn, thì cái quá trình thế mà thằng bụi cỏ xả này nó tạo tiểu khí hậu và nó phát triển, nó hỗ trợ cho cái cây chủ lực là cây bơ này đi, thì nó cần rất là lâu. Và đôi lúc là nếu mà nó xa như thế là dạng như nó lâu đó, thì nó là dạng như nó sẽ không có đủ thời gian để nó hỗ trợ tốt, và là nó sẽ dẫn đến là cây bơ này nó bị thiếu nước và nó chết. Nhưng mà là chị lại lựa chọn là trồng gần, tại vì khi mà chị trồng gần này nè thì cách hệ thống rễ của cái hàng cái cây cỏ xả này nè nó sẽ xen vào đất. Rồi cái sau đó là dạng như nước đó, nó sẽ giữ trong đất này nó nhiều hơn. Và sinh khối này đó, thì giữ ở đây đó, thì chị cắt tỉa được liên tục cho cái hàng cây bơ. Và là nó sẽ có một cái lượng sinh khối rất là lớn và ổn định. Nhưng mà nó đụng phải một cái vấn đề đó là chị phải cắt tỉa thường xuyên cho hàng cỏ xả này. Và khoảng cỡ chừng khoảng 1 tháng rưỡi là khoảng cỡ chừng cỡ đó là cắt hơn. Cỡ 1 tháng rưỡi cho đến 2 tháng là cắt một lần. Và phải cắt khéo. Còn bằng không là dạng như nếu mà không cắt tỉa được thường xuyên là dạng như là hàng này nè nó sẽ phát triển quận cái nó lấn chiếm không gian của hàng bơ, nó làm cho bơ nó chậm sự phát triển. Mà tiếp theo là dạng như nó lấn chiếm không gian không chỉ ở trên mà còn không gian rễ ở dưới, nó làm hút hàng dinh dưỡng luôn. Và từ đó mà dạng như đôi lúc là lấn có thể nó chết hàng bơ này. Nên là dạng như, và mặt khác là đôi lúc là mình quản lý đó, là nếu mà hàng này gần quá nè thì cái phần quản lý kỹ thuật trong cái việc mà cắt tỉa hàng cỏ xả này phải kỹ, chứ không thôi là dạng như không khéo là cắt luôn hàng cây bơ, thì nó đụng phải các vấn đề như thế. Nhưng mà vẫn phải chấp nhận, thì nếu mà xa hơn thì nó sẽ không hỗ trợ được và nó cần một cái thời gian rất là lâu, nhưng mà thời gian lâu đó thì nó sẽ không hiệu quả. Dạ. Nhưng mà đối với các vị trí mà cái hàng, cái hình ở phía bên tay trái các anh chị nhìn đó, thì nó lại là câu chuyện khác. Nó có một cái nguồn lực về sinh khối rất là dồi dào, bao gồm dạng như cỏ xả, chuối, đồ chuyên nhân sắn, đồ chuyên nhân rất là dồi dào. Và sinh khối tại chỗ nè, chúng ta thấy phủ lên một cái lớp dày khoảng cỡ chừng dày hơn 20 cm. Thì chính cái việc đó mà dạng như hàng cỏ xả này nè, nó không cần thiết nó phải quá gần, nó chỉ cần xa thôi. Nó là dạng như bây giờ nó là dạng như quản lý rồi tấp phủ vô, quản lý tấp phủ vô thôi, nó việc nó rất là đơn giản. Nhưng mà cái nguồn lực của chúng ta nó dư á thì chúng ta sẽ tính theo dư, thiếu thì chúng ta sẽ tính theo thiếu. Nhưng mà chúng ta hiểu các phần nguyên tắc và cái bố trí vận hành nó để cho chúng ta lựa chọn các giải pháp sao cho nó phù hợp với cái khu vườn của chính mình, chứ không phải là nó là luôn là cố định. Rồi tiếp theo, đối với việc mà dạng như phân tích cái thiết kế tiểu khí hậu, nó còn có những cái yếu tố khác
ví dụ như là cái mong muốn hoặc là dạng như các phần về nguồn lực của con người. Thì hồi nãy em kể chi tiết không mà em kể về nguồn lực, nhưng mà dạng như em sẽ nói cụ thể hơn về dạng như nguồn lực đó. Ví dụ như hiện tại bây giờ nè, có những anh chị mà chúng ta thích về cây kiểng, cái điều kiện của chúng ta là dạng như chúng ta chỉ thích trồng cây kiểng cho nó đẹp khu vườn thôi, mà chúng ta không có thích là dạng như ông nào ông xanh xanh mà dạng ông cứ duy trì liên tục và là không có hoa cỏ gì hết, dòm thấy chán ngắt. Thì anh chị đó có thể là dạng như lựa chọn là cây kiểng, ví dụ như dạng như một số anh chị trước đó chúng ta lựa chọn là hoa giấy hoặc là dạng như sở quân tử để cho chúng ta làm hàng sinh phối để hỗ trợ thêm cái hệ thống cho cái khu vườn của chúng ta. Chứ không nhất thiết là dạng như chúng ta phải lựa chọn là mấy hàng cây sinh phối mà bên ban tổ chức nêu ra để cho các anh chị lựa chọn. Rồi các nguồn lực thì ví dụ như ở Che Mở mấy em đi, thì mấy em cũng có trồng bạch đàn, nhưng mà là đối với bạch đàn mà nếu mà dạng như chừng nữa mà khi nó phát đi thì chủ yếu các nguồn lực của mấy em thì chủ yếu là mấy cô gái và dạng như các lao động thuê thì làm nhiều, và mấy em không có quá nhiều cái kỹ năng để cho việc mà leo cây tốt và làm tốt cái việc mà dạng như cắt tỉa ở trên cao. Thì chủ yếu là dạng như đối với bạch đàn thì thông thường cái kiến thức của người ta đối với vườn gần thì người ta cắt nó tới khoảng gần chừng 5 mét người ta mới cắt và người ta sẽ lấy gỗ. Nhưng mà đối với mấy em thì mấy em là không cần đó, tại vì là dạng như mấy em thiếu nguồn lực về lao động và thời gian, nên là dạng như chủ yếu là bạch đàn mà mấy em chỉ duy trì nó khoảng chừng 1,5 mét là mấy em cắt rồi. Tại vì 1,5 mét là vị trí mà dạng như con người đứng ở dưới đất luôn, họ cắt vẫn rất là tốt, bình thường không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta đẩy nó cao lên 5 mét thì phải leo thang rồi leo lên leo xuống là chuyện gian rất là phiền. Hoặc là có những cái câu chuyện khác về nguồn lực, ví dụ như dạng như về cái thời gian nhân sự đi, ví dụ như dạng như có những chị làm vườn mà làm vườn có một mình hoặc là nhân sự rất là ít đi, thì với đối với cái việc mà chị cắt tỉa chuối trong hệ thống vườn gần á, thì có những chị gái đó thì dạng như đôi lúc là cái cây chuối nhỏ thôi, nó chỉ cao khoảng cho chừng 1,5 mét thôi, hay là chị đó là đi ra cắt rồi, tại vì chị biết lượng sức mình nó là hay là chừng nào hay mà cây chuối đó nó to đi quá trời hay là dạng như chị cắt không nổi, cắt tốn rất là nhiều thời gian. Bây giờ thay vì cái việc đó là dạng như tôi không có đủ thời gian với sức khỏe để tôi làm việc đó, thì nó là dạng như tôi nhỏ, cây chuối nhỏ thôi là tôi cắt được rồi. Và nó phù hợp với dạng như các nguồn lực của chúng tôi nó có. Đó, thì cái như thế. Rồi có những cái câu chuyện về nguồn lực khác, ví dụ như việc mà thời gian. Ví dụ như cái việc mà dạng như em có quen với ông chú đi, mà ông chú đó ông khoảng chừng 60 tuổi rồi, mà ông muốn làm một gần. Thì cái nguồn lực về thời gian của ổng sẽ khác so với cái nguồn lực mà thời gian của khoảng cỡ chừng em mới có 30 tuổi thôi mà em muốn làm được. Thì tối thiểu dạng như em cũng còn khoảng cỡ chừng cỡ 40 năm nữa để em có thể làm cái mô hình vườn gần nó trở nên hoàn thiện. Nhưng mà ông chú đó còn có khoảng cỡ chừng trung bình thôi nha, không có nói tới gì, nhưng mà khoảng cỡ chừng 10 năm nữa để mô hình làm vườn gần hoàn thiện. Thì cái cách làm của em và ông chú á, để trong việc mà thiết kế tiểu khí hậu hoặc là dạng như xây dựng các tiểu khí hậu nó sẽ không giống nhau. Đôi lúc em làm biến, em để cho cỏ tự nhiên nó phát triển thôi chẳng hạn, em không có tác động gì nhiều và dạng như em có rất là nhiều thời gian để em làm chuyện đó. Nhưng mà ông chú là dạng như ông cần phải có dạng như nếu mà được ông sẽ cung cấp thêm dạng như những cái nguồn phân đầu vào đi chẳng hạn, để hỗ trợ cái việc mà tiểu khí hậu đó cho nó phát triển bùng lên rất là nhanh, rồi nó sẽ giảm thời gian. Rồi cái không là dạng như có những cái cây mà dạng như nó có rất là nhiều đạm, ví dụ như hàng chùm ngay, ổng trồng thêm hàng chùm ngay, hoặc là dạng như có rất nhiều cái hàng dinh dưỡng, ví dụ như hàng chuối đi, để xen vào các hệ thống. Còn em dạng như đôi lúc em thích em trồng lý gỗ chẳng hạn là ăn quả thôi, em không trồng chuối vẫn được. Nhưng mà nguồn lực thiếu thì chúng ta phải lựa chọn cái hàng nào cho nó phù hợp đúng chúng ta. Và cái việc mà cái sơ đồ về cái phương pháp học á, thì giờ em có nói với các anh chị rồi, nhưng mà dạng như cái phần này cái sơ đồ này em thấy là cái việc mà áp dụng trong cái việc mà chúng ta đưa ra các giả thiết về xây dựng cái phần tiểu khí hậu là cực kỳ quan trọng, nên em thêm cái hình tràng này vô để cho chúng ta có thêm cái góc nhìn và thông tin. Dạng như là
Tại vì nó là cái hàng đó nó sẽ không có cái kiến thức hoặc là cái lý thuyết nào mà nó ghi ra một cách cụ thể và nó áp dụng trên diện rộng. Nên là dạng như chúng ta cần phải là thực hành và làm tốt các bước về quan sát, phân tích, đúc kết thực hành và cứ làm lại những cái đó, đưa ra những cái ví dụ rồi giả thiết thì chúng ta sẽ giảm thiểu được những cái sai sót tối đa. Và dạng như là chúng ta cũng khi mà có sai sót thì chúng ta cũng biết sửa sai cho nó phù hợp. Còn đôi lúc nó là dạng như chúng ta không có cái chủ ý nào và làm một cách dạng như nó hơi tự nhiên quá thì đôi lúc là dạng như nó sẽ không có dẫn đến cái kết quả nó tốt lắm, hoặc là nó sẽ không có rút ngắn được cái thời gian mà chúng ta thu được kết quả. Và chi tiết trong cái quan sát, phân tích, đúc kết này thì nó có những cái yếu tố mà em đã giới thiệu rồi, và các anh chị chúng ta có rảnh thời gian thì chúng ta coi lại thôi. Và gần như hồi nãy giờ em nói là nó cũng chỉ nằm trong bốn cái yếu tố này thôi chứ nó không nằm ngoài nó. Rồi cũng nói sâu về sự phù hợp. Có những cái trước đó là chúng ta nói về những hàng sinh thói che rồi, hay là dạng như có những người hay là dạng như họ trồng không được hàng đậu xanh đâu, cũng không trồng được hay là cây chuối đâu như chúng ta nghĩ. Đôi lúc một số vùng hay là họ chỉ trồng được hay là dạng như một số hàng sinh thói, ví dụ như hay là cái cây xương rồng nè, rồi hay là một số cái hàng về cái cây cây này cụ thể là hàng gì nữa em không nhớ, nhưng mà nó xem như cái họ của cây dứa vậy, và nó có khả năng chịu hạn cực kỳ cao, nó có giữ nước trong đất và nó rất là bền. Thì chính cái việc đó là nó sẽ giúp cho cái nó dạng như vào mùa khô nó vẫn sống được và nó sẽ hỗ trợ cho cái cây trồng của họ, chứ không phải là dạng như bất kỳ khi nào chúng ta cũng lựa chọn hay là dạng như cái cây sinh thối hoặc là cây hỗ trợ hệ thống xây dựng tiểu khí hậu hay là dạng như các cây này giới thiệu cho các anh chị. Và đây là cái hình cụ thể hơn này. Khi ban đầu là nó còn nhỏ, rồi bây giờ nó là nó lớn hơn, và cái sau đó một thời gian thì cái đất cải tạo thì họ sẽ dùng cái cây xương rồng lê gai này nè, họ sẽ dạng như họ cắt ra rồi họ làm che phủ và nó hỗ trợ rất tốt cho cái hệ thống. Đối với dạng như những cái điều kiện khác nhau, họ sẽ dạng như có những cái xây dựng thử cái khí hậu khác nhau, chứ không phải nhất thiết nó là dạng như bất kỳ cái vực nào họ cũng cần có dạng như quy định hay là dạng như những cái tiểu khí hậu chỉ có những cái loại cây đó thôi. Rồi tiếp theo nữa, đối với dạng như cái trồng mà xung quanh cái gốc cây thì hồi nãy em kể cái câu chuyện hay là trồng xung quanh gốc cây trong cái điều kiện hay là khó khăn rồi, anh này hay là bên đây hay là thiếu sinh thối, thiếu hữu cơ, thiếu nước, nhưng mà hay là bên đây thì cái nguồn lực họ nhiều hơn, họ không có cần hay là dạng như quá nhiều sinh thối, hữu cơ họ cũng có, cây phát triển cũng tốt, nước cũng nhiều, thì hay là dạng như bên đây thì họ phải lựa chọn cỏ xả, thì cỏ xả sinh thối nó nhiều và nó nhanh, nhưng mà vấn đề chỗ này là cần thay cắt tỉa thường xuyên. Còn ở bên đây hay là dạng như họ lại lựa chọn hay là vetiver, tại vì vetiver chỉ có thời khoảng cho chừng 3 hoặc là lúc 4 tháng cắt một lần vẫn được, không có vấn đề gì. Tại vetiver nó phải sẽ phát triển rất là đầm và không có quá là mạnh bạo như hay là dạng như cái hàng cỏ xả. Và có thêm một cái đặc tính thú vị nữa, đó là dạng như ông vetiver này nè, ổng là cái cây mà ổng không có chịu được cái bóng găm nhiều, và chính cái mà khi trong cái điều kiện mà ông cái cây này nó lớn nè thì dạng như nó sẽ có nhiều bóng găm thì hàng dưới nó sẽ tự động nó phát triển được, rồi nó sẽ kém phát triển. Rồi dưới hay là dạng như khi nào mà người ta muốn cắt thì người ta cắt. Còn thế là nếu mà cỏ xả họ thay thế hàng vetiver bên đây thành cỏ xả vô trong đây đi, thì họ phải cắt tỉa liên tục. Tại cỏ xả nó rất là cao, nó phát triển nhanh mà nó có đặc tính chịu bóng nữa. Nên nếu mà để trong đây nghĩa là họ phải cắt tỉa rất là cực. Nhưng mà trong đây là dạng như họ giảm cái phần tiêu chí đó và lựa chọn cái hàng phù hợp hơn. Chứ không phải khi nào họ là dạng như cũng phải ưu tiên cỏ xả, thì cũng không phải khi nào mà cũng phải ưu tiên vetiver. Mà quan trọng nhất đó là cái sự phù hợp, họ biết là họ cần gì và họ có những nguồn lực gì phân tích đó rồi ra rồi lựa chọn cái sự phù hợp. Rồi kế tiếp á,
Cho chị hỏi xương rồng á, khi mà mình cắt tỉa mình phủ giống như cái hình hồi nãy của em á, nó có bị lên cây không? À, nó lên thì nó lên thôi chứ cái đâu có gì đâu chị. Nhưng mà cái này nè, nó sẽ có cái giải pháp, có nghĩa là dạng như nó lên cây á, thì thông thường đó, thông thường mình sẽ giống như là nó lên là nó lên cái dành ở ngoài đi chẳng hạn ha. Chị thấy dột em không? Chị thấy. Thì người ta đôi lúc là dạng như nếu mà người ta muốn cho nó lên thì nó lên, nhưng mà dạng như em thấy nó lên thì rất là bình thường, không có vấn đề gì. Tại nó lên thì nó làm cho sinh thối rồi, cái sau đó hệ thống rễ nó xuống dưới thì mình cắt tỉa xuống dưới nữa thôi. Còn nếu mà mình muốn không cho nó lên thì mình giặt nhẹ cái cạnh nó bên ngoài này thôi là ổng tự nhiên ổng đẻ không được hả? À, hay vậy. Chỉ vậy thôi. Dạ. Okay. Còn kế tiếp là dạng như đối với cái trang trại của em đi chẳng hạn. Đây là em đang làm cái trang trại ở Lâm Đồng. Thì cái tiểu khí hậu của em á, thì em cái khu vực này là khu vực cảnh quan, em cần có cái gì đó nó đẹp đẹp. Em không thể trồng cỏ xả vô cái thằng này, tại ông cỏ xả này bên đây là ông phát triển cao tới khoảng chừng gần 1 mét, ông lùm xùm lắm giờ mới chất quốc. Nên trong đây là dạng như đối với tiểu khí hậu này á, thì em lại lựa chọn nó là cây bông phân do gọi ra hoa thường xuyên, rồi sau đó một ít hàng đậu xanh. Thì nó là khi nào không mà dạng như về chúng ta dòm vô nó cũng một ít cái cảnh quan trong đây, nó có hoa nó đẹp, nó duy trì ông bướm vào cái khu vườn của mình, lâu lâu có cô gái nào vô chụp hình check in rồi dân dân cũng được, và hay đi thăm cũng ghé. Còn cái khu vực bên này dạng như đó là cái tiểu khí hậu của khu khác và nó sẽ không có càng cảnh quan quá nhiều, thì nó là em bố trí là dạng như cái hai thằng này nó gần nhau và nó hỗ trợ cho nhau thôi là được rồi. À, chứ không nhất thiết là dạng như tất cả nó đều giống nhau, mà mình hiểu cái sự phát triển của các cây trồng chính của mình là như thế nào, cây trồng phụ là như thế nào, rồi mình coi cái mong muốn của mình là như thế nào, rồi mình phối hợp lại tất cả mấy thằng đó là với nhau. Rồi đối với cái tiểu khí hậu, nó không chỉ áp dụng trên đất bằng mà còn áp dụng trên đất dốc nữa. Đây là một cái mô hình về cái đồi trên đất dốc, mà đôi lúc là dạng như chúng ta cũng không nhất thiết là chúng ta phải áp dụng theo cái chiều, theo cái vòng tròn xung quanh gốc cây, mà còn có thể áp dụng theo dạng như cái hàng nguyên một cái hàng dọc nữa. Đối với Sinchubi thì chúng ta áp dụng nguyên cái hàng dọc nhiều. Thì đây là cái hình mà dạng như hồi nãy là cái khu vực đất bằng, rồi khu vực này là trên đất dốc. Thì ở ngoài này nè là em trồng một hàng cỏ, ở trên đây em trồng một cái hàng cỏ. Thì chính hàng cỏ ở ngoài thì nó thấp, hàng cỏ ở trên thì nó lại cao. Thì thế là dạng như cái hàng cỏ này thì vai trò chủ yếu là nó giữ đất, nhưng mà cái việc ngoài ra nó còn tạo tiểu khí hậu, hay là dạng như nó làm cho các hệ thống rễ này nó xen với nhau, rồi cái sau đó là nó cải tạo đất cho cái khu vực mà cái cây trồng chủ lực của em ở dưới đây. Rồi cái sau đó nó sẽ giữ nước và cải cả việc giữ dinh dưỡng luôn. Tại vì cái khu vực đất dốc nó đụng phải một cái vấn đề rất lớn, đó là việc mà mưa xói mòn. Thì khi mà dạng như em trồng cỏ này nó sẽ giữ dinh dưỡng, rồi cái sau đó là dạng như nó sẽ chuyển từ từ xuống phần tầng sâu dưới đây, thì nó sẽ giúp cho cái cây trồng chủ lực của em về lâu về dài nó sẽ phát triển ổn. Nhưng mà nếu mà em bỏ hoàn toàn cái cỏ này thì cái việc mà dạng như cái chức năng mà giữ xói mòn của cái khu đất này là gần như nó bị hủy hoàn toàn luôn. Nó phụ thuộc vào hoàn toàn cái cỏ bản địa, thì thật sự nó sẽ không có đủ chức năng cho cái việc mà dạng như chống xói mòn và cung cấp sinh thái hỗ trợ cho các hệ thống này. Rồi mình coi mình sẽ dựa trên các hệ thống và dạng như cái yêu cầu của cái vườn của mình mà xây dựng các phần tiểu khí hậu cho nó phù hợp. Không nhất thiết phải là cái vòng tròn xung quanh gốc cây không, mà nó còn có thể rộng hơn chút xíu. Và theo cái chiều dọc luôn vẫn được. Rồi tiếp theo đó là phần câu hỏi. Đối với dạng như trong cái phần trình bày của em ở trên này, các anh chị chúng ta có câu hỏi nào không ạ? Mời các anh chị chúng ta đặt câu hỏi. Cho chị hỏi cái hình cuối cùng của lập trình bày á, chỗ phần đất dốc á, là cái đó là đất đó là mình phải thuê máy múc để mình múc cho nó thành
bậc thang đúng không? Đúng rồi ạ. Còn trường hợp đất của mình có nên múc thành bậc thang vậy không, hay là mình nên để nguyên thủy của nó? Cái đó nó phải phụ thuộc vào chị trả lời chứ không phải là em trả lời. Chị thấy rằng hay là dạng như mình phân tích ra bây giờ hay là dạng như chị có đầy đủ khả năng hay là loại dốc và làm tốt cái công việc trên đất dốc hay không. Nếu mà dạng như loại dốc mà làm bình thường, mình giác phân cái chừng một bao phân hoặc là dạng như chừng nữa mình thu hoạch ra nông sản, mình cứ đi vo rồi kia bình thường y như là dạng như mấy ông nông dân bằng đẻ, thì là việc là làm bậc thang đó là không cần thiết. Nhưng mà hay là dạng như ví dụ như đối với câu chuyện của em trên cái khu vực mà em làm đi, em xác định rằng thôi là dạng như chúng em làm là phải quản lý với quy mô lớn, và hay là dạng như làm hay là làm phải nhanh và đồng bộ. Nếu mà dạng như em không làm bậc thang vẫn được đó, nhưng mà nó sẽ không có đồng bộ và dạng như chừng nữa em quản lý nó sẽ rất là khó khăn, thì hay là dạng như em phải làm tali. Còn hay là dạng như nếu mà có một ông anh nữa là ổng nói hay là dạng như ổng làm ổng đối với ổng không làm tali gì. Ổng nói đúng rồi, tại vì hay là dạng như ổng là cái người mà sống trên cái khu vực mà đất đồi đó biết bao nhiêu năm rồi, ổng sống từ nhỏ cho đến lớn rồi, hay là cái việc hay mà loại đồi đối với ổng không có vấn đề gì, và cái khu vườn của ổng chủ yếu hay là dạng như ổng trồng cây điều thôi, một năm ổng chỉ thu hoạch một lần thôi. Còn cái khu vườn của em trồng nổi ăn quả không, hay là dạng như cụm nó không, em trồng đâu khoảng 5 loại rồi. Ngoài dạng như hay là gần như mùa nào cũng có thu hoạch, thì thôi tốt nhất em lựa chọn hàng nào dễ phù hợp đối với em làm. Còn chị á, quan trọng là câu chuyện của chị. Chị thấy rằng hay là mình có đủ năng lực để mình quản lý cái khu vườn nó tốt, và cái hàng nào mình quản lý nó ổn á, thì mình sẽ làm theo cái giải pháp đó. Chị hình dung hết đó không chị? Chị hình dung nó được. Với lại khi mà mình làm cái bậc thang như vậy á, thì cái phần dựa cái phần mặt đứng á, là nó hay bị cỏ lắm, thì mình sẽ quản lý chỗ đó nè. Cái mặt đứng á, chứ không phải là cái mặt ngang của đất, em hiểu chị không? Mặt cỏ đứng. Địa chỗ đó. Rồi thì quản lý như thế nào hả? Chị thấy chỗ đó thường cỏ nó mọc kinh khủng lắm luôn á, mấy có tại vì có một chị chia sẻ với chị là khi mà mình làm bậc thang vậy á, chỉ lỡ làm cái bậc thang nó hơi cao á, cho nên quản lý cái cỏ mà mặt đứng đó, nó rất là khổ luôn á. Đây cái mặt bằng của mấy anh em là cái khu vực này nè, còn cái khu vực này là mặt xéo, và mấy anh em trồng cây trên mặt xéo, nhưng mà nó sẽ có hai cái mặt đứng phụ nó nằm hai bên chỗ này, chị thấy không? Đúng rồi, mặt đứng ngay chỗ cái đó. Nhưng mà dạng như em làm biến á, là nó em sẽ đa phần em sẽ chừa mặt đứng này, bởi vì nó là dạng như mặt đứng này nè, nó là một cái nơi trú ngụ rất tốt cho các hệ thống động vật trong cái khu vườn của mình, và khi mà mình duy trì nó là dạng nó sẽ giúp cân bằng sinh thái rất tốt. Việc tiếp theo của nó là dạng như em sẽ trồng cỏ trên các hệ thống ghìa của mặt đứng này nữa. Không, ủa mặt đứng của là chỗ này, mặt đứng nè, là cái phần giữa máy xéo này nè, chỗ này nè, với chỗ này, hình dung không? Chỗ nào? Ở đó đó, chỗ cái con chuột đen chỉ đó là mặt đúng đứng rồi, đúng rồi, cái mặt đứng này nè, thì em trồng cỏ ở mép trên, thì hay là dạng như em cắt cỏ, hay là dạng như em cắt cỏ cái em kéo nhẹ nó qua, cái nó là tự động, hay là mấy ông này ông che xuống dập hết mấy ông này, rồi chừng nào ông phát lên thì ông phát lên, nhưng mà nó sẽ bị tự động, nó sẽ bị khống chế lại. Nhưng mà nếu mà em không có hàng cỏ này, em không có sinh thối em che phủ xuống đó, thì chỗ khu vực này đó là em sẽ rất là tốn công cho cái việc mà cắt cỏ đó. Còn ở trên đây là vậy, em chỉ cần phát cỏ trên thôi là nó tự động sinh thối, nó che phủ xuống là nó sẽ giảm cái hàng cỏ trên cái mặt này. Chị hình dung em nói không? Chị hình dung rồi. Dạ. Chứ không cần nhất thiết đó là mình phải phát cỏ trên cái mặt xéo này. Hôm bữa là dạng như em do một thời gian em dạng như em bận công việc đó, em không đi ra, em đi công tác, thì hay là dạng như mấy cô chú thì phát cỏ trên cái mặt xéo này, nhưng mà dạng như hay là em đi về thì em phát hiện cái việc đó thì nó hơi vô ích, như nó tốn công của mình thôi, chứ thật sự nó không mang lại quá nhiều cái lợi ích. Còn hay là dạng như mình chỉ cần phát quản lý trên đây thôi là tự động cỏ nguyên cái vạt này nè, nó sẽ bị khống chế lại, nó bị che lại. Còn anh nào anh phát lên được bao nhiêu thì ổng lên, nhưng mà dạng như ổng sẽ lên không có nhiều nữa, rồi tự động hay là dạng như hệ thống của mình nó sẽ ổn định trở lại thôi.
Còn nếu mà dạng như mình can thiệp quá nhiều, mình phát ở dưới đây cho nó sạch đi á, thì dạng như chừng đó cái khu vực mà này nè, nó sẽ không có, nó không có bị, nó không có hàng gì nó giữ đất hết, rồi cái sau đó nó lỡ, nó xói mòn, rồi tùm lum thứ nó phát sinh kéo theo chứ. Chị Hình Dung mới nói không? Ờ, chị Hình Dung được rồi. Dạ, nhưng mà mình để như thế thì nó sẽ hỗ trợ nhau, nó sẽ ổn hơn, không phải bất kỳ khi nào mình cũng phát đâu. Ờ, chị hiểu rồi. Vậy là mình sử dụng cái sinh phố ở trên để đè cho nó khỏi lên. Ờ. Đúng rồi. Còn có nhiều cách hơn nữa. Nó có nghĩa là dạng như bây giờ mà chị khoan hãy đợi chút xíu. Tại vì thật sự đó, các anh chị, chúng ta không vận dụng tốt sự làm biến của chính mình thôi. Chứ nếu mà chúng ta vận dụng tốt có cả ngàn cách. Em ví dụ như là trên đây nè, thay vì mình không trồng cỏ xả mà ta ly của mình rất dài á, thì thử trồng đậu biếc hoặc là dạng như đậu mèo, hoặc là kể cả cái việc mà cây cây gì ta, cây sắn, mà sắn cũ miền Bắc kêu là cái gì em quên mất tiêu rồi. Đậu sắn dây hả? Củ đậu thì cái hằng sinh khối, mấy hằng đó đó nó sẽ leo, nó bò chỗ nào khối nhiều không gian thì nó bò, phải không? Nó bò xuống. Nó sẽ tự động nó bò xuống, thằng mấy con cỏ kia tự động nó khống chế trở lại, sẽ tự động hay là dạng như nó lắng ác lẫn nhau. Lâu lâu thì mình quản lý thôi, hạt hay là dạng như chừng nào mà nó phát triển quá tràn thì chị cắt cái gốc đó, là thích sẽ tự động nó gặm gạp trở lại, nó trả hỗ trợ về cho đất. Nhưng mà mình chú ý rằng hay là mình cốc cái gốc, nhưng mình nó chừa một số cái đọt, đúng, chừa cái khoảng cách cho cái mắt nó tái sinh, thì hay là dạng như chừng nữa là cái gốc đó nó vẫn ra được cái chờ mới và nó vẫn bò xuống dưới lại. Hình Dung em nói không? Chị hiểu rồi. À. Nhưng mà vậy mình không có được thu hoạch lấy cũ đúng không? Lấy cũ rồi nó không, vẫn được. Nhưng mà dạng như cái hằng mà củ đậu, nếu mà mình cắt theo kiểu đó thì cái cũ của bộ không có sinh thối, nó không có chắc sợ hơn là dạng như không có thu được á. Nhưng mà nếu mà dạng như mình để cho nó già rồi mình thu á, thì mình thu được cũ. Thì Dung không, mình sẽ loại bỏ cái phương pháp cắt. Nếu mà mình muốn thu cũ thì mình sẽ không có cắt dây, mình chỉ cắt dây khi mà mình thu hoạch thôi. Các anh chị gõ em nói chỗ đó không nhỉ? Chị hiểu rồi. Dạ. Trong đây chú Phú Cường có câu hỏi đó là có cây thuốc nam nào phù hợp với điều kiện trong rừng thiếu ánh sáng hay không? Dạ, có rất là nhiều cây ạ. Chừng nào mà dạng như ít bữa nữa tới cái phần mà cây thảo dược trong hệ thống vườn rừng, mấy con sẽ giới thiệu cho chú rất là nhiều cây trong hệ thống vườn rừng đó, dưới ánh sáng nó vẫn phát triển rất là tốt. Dạ, chắc cũng khoảng cỡ chừng 50 loài ạ. Đó là số liệu mà mấy con thống kê và đa theo kiểu mà nó có mấy các anh chị sử dụng nó tương đối nó ổn. Còn hay là dạng như một thầy, còn hay là dạng như thật sự nó có rất là nhiều loài, và chính xác là dạng như đa phần các loại cây thảo dược á, khoảng cỡ chừng trên 60% là đều là cây chịu bóng hết. Quan trọng là chúng ta có thể sử dụng nó được hay không thôi. Các anh chị chúng ta còn có câu hỏi nào trong phần trình bày của em không thì các anh chị cứ đặt câu hỏi nha. Lớp ơi, cho chị hỏi cái với. Nói cái cậy này mà em trong cái cỏ xạ xung quanh cái bớ á, thì cho chị hỏi là cái cỏ xạ đó có ảnh hưởng đến cái rễ của cái bớ không? Có. Hệ thống mà dạng như cỏ xạ xung quanh cây bơ là chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến rễ của cây bơ, nhưng mà nếu mà chúng ta quản lý cỏ xả bằng phương pháp hay là cắt tỉa nó thường xuyên thì nó sẽ không ảnh hưởng. Tại vì là việc mà cắt tỉa thường xuyên, nó sẽ rễ của nó sẽ chết sống liên tục, thì dạng như hàng bơ nó sẽ có cái phần không gian rễ cho nó phát triển.
và cỏ xả nó trả gì hữu cơ cho đất ấy, thì bơ nó cũng phát triển được, nó sẽ lấy phần không gian rễ của hàng cỏ xả. Nhưng mà nếu mà không cắt tỉa cỏ xả thì nó là bơ nó sẽ nghỉ lớn luôn, nó nghỉ lớn ở trên mà nó cũng nghỉ lớn luôn cái phần rễ dưới luôn. Có phải là khi mà mình cắt cỏ xả thì cái rễ của nó sẽ tiêu, nó sẽ tiêu đi, thì cái không gian đó nó sẽ trở lại cho rễ của cái bơ phải không? Đúng rồi, đúng rồi, có thể nói cơ bản là vậy. Nhưng mà nó chết đi thì thật sự không nhiều nha, nhưng mà dạng như nó cũng là một cái phần để cho nó tạo ra cái hệ thống nó phát triển sau này. Cảm ơn em. Dạ rồi, rất biết ơn chị. Sẵn đây chị Trang hỏi đến câu đó đó, cái em có cái phần thực hành ở đây, tức có nghĩa là dạng như đối với cái hình mà phía bên tay trái này thì cụ thể cái khu vực mà thực địa của khu đất này là đất nó rất là xấu, và cái khu vực đất đó là dạng như là cái nền cũ nó được múc lên, thì là cái mức độ mà nén của khu đất này là cực kỳ cao. Và dạng như đối với cái cây trồng mà chủ lực của em trong các hệ thống mà trong cái hàng cái cụm này nè là em trồng hay là cây từ bi lá lớn, thì em dự đoán rằng hết là dạng từ bi lá lớn hệ thống rễ của nó sẽ không thể phá được cái đất này, và em phải tạo tiền đề cho nó bằng cái việc là dạng như em trồng cỏ xả sát bên, thì cỏ xả này sát bên nó sẽ tạo ra các hệ thống rễ nó lan ra cụm khoảng cho chừng 1 mét này, thì nó sẽ giúp cho hay là dạng như cái cụm này nó tạo tiền đề cho các hệ thống rễ của hàng từ bi và rễ của hàng nhãi cứu này nó lan ra, nó giúp dạng như hay là nó giúp phát triển và trả hữu cơ về đất. Rồi sinh khối của hàng cỏ xả này thì em phải cắt nó liên tục. Tại nếu mà em cắt không cắt liên tục đó là dạng như nó sẽ tự động nó lắng hàng từ bi này và từ bi nó không lớn được. Nhưng mà hàng này làm theo cách này thì nó hơi tốn công. Và tại vì đất này nó rất là xấu nên thế là em phải đành là dạng như trồng cái hàng từ bi và hàng cỏ xả này gần như là chung một gốc. Nhưng nếu mà dạng như đất nó tốt hơn thì em có thể trồng nó vị trí nó xa hơn. Ví dụ như vị trí phần trong vị trí này hoặc là xa hơn chút xíu vẫn được. Thì các anh chị nhìn vô đây để nhìn rõ hơn. Hoặc là dạng như chúng ta có thể lựa chọn một số cái hàng khác, ví dụ như cỏ vetiver để vô hệ thống này đi. Nhưng mà chú ý rằng vetiver cũng cần phải cắt tỉa thường xuyên. Và hàng vetiver đó thì cái thời gian nó phát triển nó sẽ chậm hơn. Và nếu như chúng ta đã biết về cái mạch tăng trưởng rồi, nếu mà cái thời gian nó phát triển chậm hơn và nó dạng như nó không có cái mạch sinh trưởng của nó cái lượng hóc môn được kiên nhân nó tiết cho nó ít đó, thì nó cũng kéo theo nó là dạng như cái ong mà trồng một cụm chung với hàng vetiver nó sẽ chậm hơn hay là so với trồng một cụm chung với hàng cỏ xả. Các anh chị gọi em nói chỗ đó không nhỉ? Rõ. Dạ, tại vì sinh khối trả về trong đối với cụm vetiver và cái hàng mạch sinh trưởng của hàng vetiver nó sẽ chậm hơn, hàng cỏ xả thì nó nhanh hơn. Nhưng mà phải có điều kiện là phải cắt tỉa mấy hàng đó thường xuyên và liên tục. Dạ, còn nếu mà không cắt tỉa được thường xuyên là ông hàng mà gần với hàng cỏ xả này nè, là ông sẽ ảnh hưởng rất là lớn và dạng như có thể lắng chết hàng từ bi này. Nhưng mà vetiver thì nó lạnh hơn, nó chết lâu hơn, chết chậm hơn. À, Lập ơi, cái hình bên phải á, là chị thấy có rất là nhiều cây hoa. Những cây hoa này là có thể cắt tỉa không Lập? Dạ, đúng rồi, nó có thể cắt tỉa được. Chị, em có thể cho chị vài cái loại cây hoa mà có thể cắt tỉa được không Lập? Cây hoa mà có thể cắt tỉa được hả? Ừ. Thôi chị lấy hàng này đi, em thấy đơn giản nhất và dễ nhất đó. Mấy hàng kia em thấy lu bu lắm, với thông thường cái giống nó cũng ít nữa. Đây là tên cây gì hả Lộc? Thằng này là bông phân. Bông phân gì? Dạ, bông phân. Bông phân hả? Okay. Dạ, còn một số người gọi là violet. Còn ít mơ nữa chúng ta sẽ học qua bài dược liệu trong hệ thống vườn rừng, thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn và dạng như một số hàng dược liệu hoặc là có hoa áp dụng cho việc làm sinh khối cắt tỉa. Dạ.
Rồi. Con cây còn loại này nữa không? Dạ, tại vì nó còn rất nhiều loại nữa mẹ. Đôi lúc em nói tên rồi chị hỏi tới hồi lui nhiều nữa. Ít bữa nữa chúng ta học từ từ, không gấp đâu ạ. Còn chị gấp thì mẹ tính theo gấp. Rồi rồi rồi, cảm ơn em. Dạ, rồi. À, rồi nếu mà hiện tại bây giờ các anh chị chúng ta chưa có suy nghĩ tới phần câu hỏi thì chắc em xin phép trả lời trước các câu hỏi của các câu hỏi mà của các anh chị chúng ta đặt trên trên form. Rồi cái trong của quá trình. Dạ. Câu hỏi của chị anh Đỗ trong phần có liên quan á, anh trả lời luôn ạ. À, dễ và khó hả? Để coi coi. À đây nè chị Oanh Đỗ, ví dụ như trong bức hình này đi. Thì bây giờ hay là dạng như em xét đến vị trí. Bây giờ nếu mà em trong cái hàng này là cây bơ đi ha. Bây giờ chị hãy thử tưởng tượng coi, bây giờ nếu mà em trồng hàng bt bơ này mà em cách hàng bơ khoảng 5 mét đi, tạo thành một bán kính cách hàng bơ 5 mét đi, thì chị nghĩ hay là dạng như nó dễ hơn hay là so với cái việc mà em trồng bán kính nó như thế này? Alo, chị Anh Đỗ còn đó không nhỉ? Em đang nghĩ một chút ạ. Dạ, bán kính là cái hàng cỏ này nè, nó cách cái bụi này 5 mét. Vâng. Dạ. Thì nó dễ hơn hay nó khó hơn? Trồng xa thì chắc là dễ hơn, bởi vì nó có không gian để nó phát triển. Dạ, nhưng mà xin thối em gần phải phủ gần gốc bơ. Thì sao? Mình sẽ tốn công để di chuyển khi mà mình cắt cái sinh phối thì cắt ổ của gốc. Dạ, thì chính cái việc mà tốn công đó thì hay là dạng như nó khó hơn. Cái việc hình thức đó nó dạng như nó tốn nhiều công sức và nó khó hơn. Thì thôi mình lựa cái thằng nào mà dễ nó phù hợp mà mình làm đó chị. Vâng, em hiểu rồi ạ. Dạ. Rồi ví dụ như hàng cỏ xả này đi. Tại vì trong cái điều kiện cụ thể của cái việc mà dạng như chiếc khu vườn á, là họ cần phải dạng như áp dụng hay là trồng gàn để cho cái cây á, nó có thể dạng như nó sống được và nó tạo tiểu khí hậu tốt. Nhưng mà dạng như trong điều kiện mà đất của mình nó màu mỡ đi chẳng hạn, thì mình không thể áp dụng hay mà dạng như trồng gàn như thế, là mình phải tối thiểu hay là dạng mình cũng trồng hay là khoảng cách phân cây chừng 1 mét. Tại vì khoảng cách phân cây chừng 1 mét á, mình rất dễ cho cái việc mà quản lý cỏ này, mình lấy máng mình phát cũng được, mình muốn cắt tay phát cũng được. Nhưng mà hai cái hàng này nè, cỏ và hàng này nó cách nhau có khoảng cái chừng 30 hoặc là 20 cm như thế này nè, mà chị phát máy không khéo là dạng như phát luôn hàng này, và mình sẽ tốn nhiều cái phần chi phí hoặc là dạng như cái hao hụt hơn cho so với cái việc mà dạng như mình trồng xa, thì mình sẽ ưu tiên cái việc trồng xa. Chị hình dung biết nói không? Em hiểu rồi, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Có nghĩa là mình sẽ lựa chọn cái hàng giải pháp nào mà nó phù hợp và nó dễ cho mình trong việc quản lý chăm sóc hoặc là phù hợp với cây trồng. Dạ. Chứ không phải là dạng như à vậy thôi. Dạ. Và không chỉ là hàng cỏ này mà còn các yếu tố về cây chuối hoặc là dạng như những cái cây khác nữa. Cho chị hỏi một câu được không? Dạ chị hỏi đi ạ. Ở đây chính ở trong cái mô hình mà lúc nãy lập chiếu cái giai đoạn 1 với giai đoạn 2 mà cách của những cái hàng cây chủ lực là 4 mét ấy. Thì như vậy là giữa những cái hàng cây đấy thì mình sẽ là để sẽ là bên cạnh đấy sẽ là những cái cây cây sinh khối, rồi xong là sẽ đến cỏ, giống như là xã quỳ ở trong cái mô hình của xoài đến cỏ giữa đấy đúng không, giữa những cái đoạn 1 mét ấy. Giữa đấy, cái đoạn 1 mét là cây đấy, từ A đến B đúng rồi. Từ bên A này ha, đoạn 1 mét này người ta trồng là cỏ gì mà
là đây sao? Là mình thì câu đấy chị hỏi là chẳng hạn như thông thường là mình quy hoạch thì mình sẽ trồng cỏ hoặc là trồng những cái cây sinh khối vào giữa hai cái đoạn này đúng không? À không không sao ta, thì cái việc mà trồng cỏ ở giữa là chắc chắn nó sẽ có rồi chị, nhưng mà người ta sẽ ưu tiên trồng cỏ ở giữa này bởi vì như là dạng như cỏ nó sẽ quản lý thường xuyên và nhiều nhất, rồi các cây sinh khối khác đó thì nó sẽ ít quản lý hơn, thì người ta sẽ ưu tiên người ta đẩy vô hàng chính. Chứ nếu mà ít quản lý hơn mà người ta đẩy ở ngoài đường, rồi cây quản lý nhiều á mà dạng như người ta để nó tốt ở trong đây á, thì khi mà chị phát thử dạng như trong đây mà ví dụ như chị trồng mà bụi cỏ xả chỗ này đi, thì mình tôi sẽ tốn rất nhiều cái công quản lý cho việc hay mà dạng như mình quản lý cái cỏ xả trong đây hơn là so với cái việc hay mà dạng như mình quản lý cỏ xả ngoài. Chị hình dung ý em nói không? Có, mình có, tức không, ý của mình là từ A đến B là 4 mét thì nó sẽ có là đầu tiên là hàng cây trồng chính chủ lực của mình này rồi. Là A, sau rồi đến là những cái hàng cây cây mà như giã quỳ gọi là cây hỗ trợ ấy. Không, trong hệ thống này họ không thiết kế giã quỳ vô. Tức là mình chỉ phân tích cái giá, mình chỉ phân tích cái hệ thống này, nhưng mà mình đang hỏi là nếu thông thường mình có thể làm giống như trong cái hệ thống vườn xoài ấy. Rồi ok, nếu mà trong hệ thống mà vườn xoài ha, em trồng giã quỳ vô trong cái hệ thống này luôn, trong nguyên cái hàng này luôn cũng được, hoặc là dạng như hai hàng song song với hai bên này cũng luôn cũng được, không có vấn đề gì hết. Nhưng rồi mà xong... như thế này à, chị nói đi. Rồi xong đến cỏ rồi mới đến hàng cây trồng chính, hay là giữa cái bởi vì là mình đang, tức là mình đang muốn hỏi về cái đoạn giai đoạn 1, giai đoạn 2 này là chỉ áp dụng đối với video này, hay là mình có thể kết hợp để giống như trong cái clip của cái vườn xoài hôm trước nhé. Không. Cái giai đoạn 1, giai đoạn 2 này là chỉ áp dụng trong cái hàng mà hệ thống của cái video này thôi. Trồng vườn xoài trong trước có một số cái kiến thức mà có liên quan áp dụng được thì áp dụng, chứ không phải gáp hàng này lại với nhau. Ha. Chứ không phải gáp hàng này với nhau, và chị gáp vẫn được đó. Có nghĩa là chị trồng hàng giả quỳ như thế này cũng được nè ha. Hai hàng hai bên hàng A cũng được. Nhưng mà dạng như không cần thiết, nếu mà là em là chủ đó em không cần thiết, tại vì chính xác đó là dạng như những cái cây trồng của họ nè không có cần quá nhiều dinh dưỡng. Nên thấy là cái việc mà cần quá nhiều sinh khối thấy nó hơi dư thừa, và trồng nó chỉ tốn công thôi, thì họ chỉ việc cần thiết của họ hay là dạng như họ chỉ trồng cỏ rồi gieo nhân thôi. Còn nếu mà họ cần phải năng suất nó nhiều hơn, ví dụ như xoài lấy ra rất là nhiều trái, rồi sau đó là dạng chuối lấy ra cũng nhiều, và dạng như hàng xóm lấy ra cũng nhiều đi chẳng hạn, thì giờ đó là dạng như giờ là họ mới trồng thêm giỏ quỳ là cần thiết, hoặc là một số hàng quả khác. Nhưng mà dạng như hàng cà phê là lấy ra ít nè, cà phê lấy ra ít đu đủ, lấy ra dạng như họ có phần hữu cơ ban đầu và giai đoạn sau họ nghỉ rồi, và chủ yếu là dạng như mấy cái hàng bơ hoặc là cây lấy gỗ đó, nó không nhiều đó, thì dạng như họ không cần thiết để trồng vô. Nhưng mà nếu mà dạng như cái nhu cầu dinh dưỡng quá nhiều, ví dụ như họ trồng sầu riêng nè, họ trồng ổi đầu tiên răng nè, thì hay là họ mới cần thiết cái việc mà trồng giỏ quỳ thêm. Chị hình dung biết nó không? À, mình đã hiểu rồi. Mình chờ còn một cái phần thắc mắc nhỏ nữa thôi, là tự đối với khoảng cách 4 mét ý, thì mình có thể giữa hai cái hàng này, ngoài cái việc trồng cỏ ý, thì có thể có một cái hàng giống như đợt trước mà lấy củ như là nghệ rồi khoai mì, tức là giống như trong cái mô hình xoáy ý, thì mình đang thắc mắc về mặt khoảng cách ý, như nào cho nó hợp lý ý, giữa những được. Cái hàng cây bán trồng được, không có vấn đề gì đâu ạ. À, dạ. Nhưng mà nếu mà họ phải xác định rằng thôi là nếu mà họ trồng như thế này nè, lượng sinh khối nó có đủ để cung cấp cho hàng A, hàng B không? Nếu mà sinh khối á, mà họ trồng mà cung cấp không đủ, cái nó thiếu hụt dinh dưỡng thì thôi tốt nhất là không nên trồng. Nhưng mà nếu mà bây giờ họ xác định rằng là dinh dưỡng ok, đủ rồi, dư rồi, thì hay là dạng như trồng hàng khác để có thêm thu nhập thì được, không có vấn đề gì đâu. Rất là tốt. Chị hình dung với máy học. Alo. Chị giỏi em nói cho nó không chị? Rồi mất tiêu luôn nè. Chị quên.
Ở trong đây anh Quang có nói là anh Quang thấy là cái việc trong giai đoạn 2 các cây mục tiêu gần nhau quá thì phải. Dạ. Cái việc khi mà dạng như các cây mục tiêu của họ gần nhau quá hay không không quan trọng. Quan trọng là nó phù hợp với mục tiêu và dạng như cái mong muốn của họ thôi. Và dạng như họ chỉ cần quản lý tốt nữa là được. Còn hay là dạng như cho dù hay là nó xa nhau nhưng mà dạng như nó không phù hợp với cái mong muốn hoặc là cái mục tiêu của họ thì nó cũng không có giá trị gì. Em thấy gì? Hello, các anh chị nghe em nói không nhỉ? Nghe Lộc ơi. Ủa sao mà chị Quỳnh không nghe nó? Các anh chị nghe tốt quá chị Quỳnh ơi. Chị nghe tốt Lộc ơi. Dạ. Yeah. Rồi chắc em xin phép trả lời các câu hỏi của chị cho các anh chị trong group. Rồi sau đó chúng ta sẽ okay. Có cái câu hỏi lúc nãy của chị ấy về cái phần mà mùn cưa ấy. À, mùn cưa ha. Tại vì là người ta còn bỏ không chỉ là mùn cưa vô trong cái hệ thống đó đâu chị, mà còn các hàng khác nữa. Tại chị xem kỹ cái video nó sẽ có, họ còn bỏ rất là nhiều phân ngựa, rồi phân này phân kia vô. Tức có nghĩa là nếu mà chỉ có mùn cưa không, câu chuyện nó sẽ khác so với có thêm những hàng phân ngựa hoặc là những hàng khác vô nữa. Nên thế là nếu mà nó thiếu hụt dinh dưỡng thì không có. Chị hình dung em nói không? Chị nghe em nói không? Có, mình hiểu rồi. Còn tại vì hết là nó còn một cái quá trình các video khác nữa, nếu mà chị dẫn chị coi đi. Còn hay là dạng như cái mùn cưa nó chỉ là cái trên bề mặt thôi. Còn cái phân họ không để trên bề mặt được, bởi vì hay là dạng như phân nếu mà để trên bề mặt ánh sáng mặt trời chiếu xuống trực tiếp đó, thì cái phân hữu cơ đó nó sẽ phân hủy. Ha. Chị giỏi em nói cho nó không? Có, mình hiểu rồi, tức là mình có thể lót phân hữu cơ trước và sau đấy là trên bề mặt có thể phủ mùn cưa lên. Đúng rồi, dạ, mùn cưa hoặc là lá cây hoặc là cái gì cũng được. Chứ không nên để là phần ánh sáng chiếu trình, để trực tiếp trên ánh sáng mặt trời chiếu xuống trực tiếp là toàn bộ cái phần đó phân hủy hết trơn luôn. Sẽ rất là dở. Dạ, rồi chắc em xin phép bắt đầu các câu hỏi thôi. Mà hỏi trong đây là của anh Trương Công Phước. Anh Phước còn ở đây không nhỉ? Rồi, vì anh Phước không có còn ở đây, vì em xin trả lời cái câu hỏi này thôi. Như em hiểu nha, thời gian bắt đầu trồng cây. Cụ thể đó là cái cây gì? Dưới cái nguồn lực của chúng ta phân bố ra sao cái đó, nhưng mà ưu tiên hay là dạng như từ đầu cho đến phần cây giữa mùa mưa, không ưu tiên hay là cuối mùa mưa. Dạ, và em chỉ biết vậy thôi, còn hay là dạng như cụ thể cái câu hỏi này thì em trả lời vậy đó. Còn tối thiểu hay là phải có cái người chân, tại vì hay là dạng như câu hỏi này nó mang cái tính chất nó là quá tràn tổng thể, không biết hay là cụ thể là cái cây gì hoặc là trong video này hoặc là như thế nào thì không có một cái đáp án cụ thể được. Trong đây là chị Niền còn ở trong đây không nhỉ? Rồi chị Niền không có còn ở đây. Tại vì nó là câu hỏi của chị Miền đó là cây lâu năm như keo lai, bạch đàn không trồng cùng một lúc với cái các loại cây trong video. Tại vì nó là dạng như họ không đủ nguồn lực về nhân sự với cái mong muốn thì họ không trồng thôi. Ban đầu họ có rất nhiều cái hàng hay là hữu cơ, rồi hay là dạng như những cái cây mà ngắn ngày, ví dụ như đu đủ, rồi hay là dạng như
cái cây ngô rồi đậu xanh. Nếu mà dạng như họ trồng cùng một lúc đó, là dạng như là giờ đó họ tốn rất là nhiều nguồn lực. Nào, hiện tại bây giờ có mấy cái cây đó không mà họ chuyển sang 2 hết còn chưa xong nữa. Mà nếu mà dạng như họ trồng mà hết trơn luôn á, để làm thế nào để chuyển sang được 2 hết thì phải tính toán ra được đủ nguồn lực và dạng như cái kế hoạch chuyển sang cho nó phù hợp. Còn trồng trước vẫn được đó, nhưng mà là mấy thằng này nó có thu nhập được hay không, nó có tạo ra được cái giá trị ngắn hạn được cho họ được hay không thì chúng ta phải trả lời các câu hỏi đó. Câu hỏi này của chị Lê Nhã, chị Lê Nhã còn đây không nhỉ? Chị Nhã ơi, chị đọc câu hỏi này giúp em đi chị. Thì chị đang muốn hỏi là những cái loại cây lấy gỗ nào mình có thể trồng xen với cây cà phê để tạo cái tầng che phủ mở tầng cao á. Yeah. Với lại thêm một cái nữa là chị đang thắc mắc là ví dụ như là trong cái giai đoạn đầu mà để mình cải tạo đất đó, thì mình nên là trồng hết cỏ một lượt trên cái rễ của mình, rồi sau đó là mình phá cái hàng cỏ đi để mình lên luống mình trồng các cái cây trồng chính, hay là mình nên trồng song song cùng một lúc cỏ với lại cây trồng chính luôn? Dạ, rồi em trả lời câu hỏi đầu, ở câu trả lời đầu tiên của câu đầu tiên là cây lấy gỗ trồng xen với cà phê thì chị cần câu trả lời không? Hồi nãy chúng ta đã cái đó là lúc nãy mình có nhiều rồi thì nên là ok rồi em. Dạ. Rồi kế tiếp là cái việc mà các giai đoạn đầu tiên cải tạo thì có nên trồng cỏ trước hay là dạng như trồng cỏ cùng một lúc, nó tùy thuộc vào cái quy mô á chị. Ví dụ như là nếu mà chúng ta làm cái quy mô lớn nha, cỏ khoảng cỡ chừng hơn 50 hết hoặc là 30-40 hết được viên dân á, thì tốt nhất á, là nên trồng cỏ trước. Tại vì nó là dạng như cái cỏ trước nó sẽ cung cấp đủ cái sinh khối và nó sẽ giảm cái công sức và cái phần chi phí khi mà chúng ta làm với quy mô lớn. Hoặc là đất của chúng ta cực kỳ xấu, đất là nó xấu dữ lắm rồi không trồng được dạng như cái cây chủ lực trong giai đoạn ban đầu, và nếu mà trồng thì tốn rất là nhiều phần chi phí. Và thông thường là dạng như quy mô nhỏ thì họ mua một ít phân thì còn được, quy mô lớn mà dạng như cỡ cho 100 hết đi là tính tiền phân hay là dạng như bạc tử chứ nó không có phải là nằm trong bạc triệu nữa rồi, thì phần chi phí nó rất là cao, nên hay là dạng như họ có thể trồng cỏ trước và cái sau đó hay là dạng như họ trồng, họ phá cỏ là trồng cho chính. Nhưng nếu mà dạng như thông thường mà diện tích quy mô nhỏ thì thông thường em là sẽ khuyến khích là cái việc hay là dạng như trồng cỏ và cái hàng cây trồng chính trồng cùng một lượt, rồi bổ sung thêm một ít phân nếu mà có thôi, thì chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian. Tại vì dạng như thời gian là một cái tốn mà em thấy nguồn lực thì kỳ quan trọng, không thể đánh đổi được. Tiền thì đánh đổi được đó, tiền thì đánh đổi được nhưng mà thời gian thì không đánh đổi được. Nên hay là theo quan điểm của em là vậy. Còn hoặc là đôi lúc một số trường hợp mà cái đất đó, nó có quá nhiều dinh dưỡng đó, thì không nhất thiết là mình phải trồng rõ trước rồi cái sau đó mình mới qua năm sau mình mới đi trồng cây, mà mình trồng cùng một lúc luôn vẫn được. Chị giỏi em nói cho đó không nhỉ? Được rồi, cảm ơn Lộc. Dạ, các anh chị giỏi phần em nói cho đó không nhỉ? Anh chị nào giỏi nhấn số 1 giúp em. Ủa Lộc ơi, bổ sung phân thêm đó là phân, đó là phân gia súc khô đó hả hả Lộc? Dạ. Cảm ơn. Hoặc là kể cả lá cây đồ kia gom cũng là tính ra nó cũng là một nguồn phân đó chị. Dạ. Rồi câu hỏi này cũng là câu hỏi của chị Lê Nhã. Lê Thị Nhã, mời chị. Chị Nhã ơi. Cái này nó giống cái câu lúc nãy rồi, chắc cũng không cần. Cái thời điểm trồng cây này thì thường vào mùa mưa đúng không? Còn cái phần xử lý cái đất trồng cây trồng chính thì thực ra là chị muốn hỏi giống cái cây lúc nãy, cái câu lúc nãy thôi. Dạ. Biết sao nó không. Nhưng mà như thế này nè. Cái thời điểm trồng cây đó thường nó đầu vào mùa mưa, nhưng mà dạng như nó cũng tùy vào cái cây trồng cụ thể nữa chị. Em ví dụ nha. Ví dụ như nó là dạng như thông thường hàng lấy gỗ hàng lan quả rồi chuyên gian thì bắt đầu có mưa người ta mới trồng,
Nhưng mà chuối kinh nghiệm hay là người ta sẽ trồng trước mùa mưa, tại vì hay là dạng như chuối nó sẽ không có chịu hay là dạng như mưa quá nhiều, mà nó sẽ thích cái việc khi mà dạng như nó sẽ có một cái giai đoạn mà nó khô trước một ít, dạng cái sau đó nó mới tới cái giai đoạn hay là dạng như có mưa hay là nó bắt đầu hay là dạng như nó sẽ bén và nó phát triển nhất rồi nha. Còn hay là bạn coi chừng đầu hoặc giữa mùa mưa hay là dạng như trồng chuối nó bị dở. Cái đó là một ví dụ. Thì tiếp theo nữa là dạng như hàng nhại hoặc một số cây có củ chẳng hạn, thì hàng nhại cũng y như vậy, tại vì nó là hàng nhại này nó sẽ bất hoạt trong cái giai đoạn mà mùa khô. Thì chính cái việc mà bất hoạt trong giai đoạn mùa khô đó, chúng ta trồng ở dưới đó, nó có cái lớp đất che phủ, nó sẽ không ảnh hưởng, nó làm chết cái củ. Nhưng mà khi nào mưa cái nó bùng lên đó, cái là nó sẽ trữ được cái dạng như giống như mưa, cái nó có đủ cái lượng mưa, cái nó sẽ tự nhiên nó bùng lên, cái là nó sẽ lắng chiếm, nó sẽ phát triển nhanh và nó sẽ dạng như nó sẽ có cái ưu thế cạnh tranh đối với cỏ. Nhưng nếu mà dạng như chị để mưa rồi mới trồng, hay là dạng như ngày đó, hay là chị sang phải quản lý cỏ rất là nhiều để cho hay là dạng như nó có thể sống được trong cái khu đất của mình. Chị Hình Dung muốn nói không? Nên mình sẽ tính toán cho sao cho nó phù hợp. Còn có một số rồi xét về trên nguồn lực nữa. Ví dụ như có một số các loại cây mà dạng như mà mình mua nó rất là mắc, mà mình cũng không có chủ động được cái hệ thống tưới, thì tốt nhất là mình đợi mưa nó ổn định mình sẽ trồng, chứ không phải là đầu mùa mưa mình trồng. Đại nếu mà đầu mùa mưa mình trồng mà đôi lúc là dạng như khoảng nửa tháng nó không có mưa rồi, cái cây đó không có tưới được rồi nó chết rồi sao chẳng hạn, thì mình sẽ phân tích nó dựa trên các nguồn lực, cái mình ghi ra thử cho coi trồng đầu mùa mưa thuận lợi khó khăn mình có thể giải quyết được hay không, còn cái giữa mùa mưa chẳng hạn thuận lợi khó khăn, hoặc là cuối mùa mưa thuận lợi khó khăn mình có thể giải quyết được hay không, rồi phân tích cái đó rồi cái trường hợp nếu mà mình có cái hàng nào tối ưu nhất mình sẽ lựa chọn. Chị rõ ở chỗ đó không chị? Rồi, chị rõ rồi. Dạ, rất biết anh câu hỏi của chị. Các anh chị rõ cái phần câu trả lời của em không nhỉ? Chị rõ rồi ạ. Dạ, rồi rất biết anh chị. Rồi, tiếp theo. Đây, đối với câu hỏi này của chị Tuyết Trần. Chị Tuyết Trần còn đây không nhỉ? Rồi, không nghe chị Tuyết Trần trả lời. Chắc không còn đây rồi, vậy em xin trả lời thôi. Tại vì dạng như trồng các loại cây cùng với thời điểm cái cây trồng chính. Chắc câu hỏi này chị hỏi liên quan đến cây cà phê nên em sẽ trả lời cây cà phê. Đúng là trồng các loại cây cùng thời điểm với cây trồng chính, nếu mà cây trồng chính là cây cà phê, chứ không còn hết cái việc thế mà dạng như chúng ta sẽ không có trồng hay là dạng như các loại cây trước rồi cái sau đó trồng cây cà phê sau, tại vì nó là dạng như cây hỗ trợ sau, tại vì nó là dạng như em ví dụ như là mấy cái cây này mà nó lớn gì ha, rồi các anh chị thử trồng cây cà phê vô coi trồng được hay không, nó rất là khó. Chúng ta đào lỗ rồi cái đào qua đào lại rồi cái giúp tới giúp lui giúp luôn cái cây trồng hỗ trợ, em gặp rất nhiều trường hợp đó. Còn hay là vậy như chúng ta sẽ có câu chuyện như thế này là cà phê nó có khả năng chống chịu được khoảng cỡ chừng, đối với nó là khoảng cỡ chừng một tháng có nắng thì nó cũng không có đến nỗi nó chết. Chúng ta hiểu hôm nay rằng một tháng có nắng nó cũng không đến nỗi nó chết, nên hay là thôi hay là dạng như tôi trồng còn một lượt, còn cái sau đó là anh vội vội chút xíu anh cũng không sao, anh sống cho tôi là được. Nhưng mà dạng như đối với mấy hàng khác đó, mà nó khó chịu hơn, ví dụ như dạng như ổng mà đưa ra ngoài mà khoảng một nửa tháng mà dạng như hoặc là 10 ngày mà nắng liên tục theo kiểu gì là ổng chết, ví dụ như chè hoa vàng đi chẳng hạn là cây bóng hoàn toàn đi, thì hay là phải tạo tiểu khí hậu xong rồi mới trồng, chứ không thể hay là dạng như trồng rồi mới tạo tiểu khí hậu. Anh chị giỏi em nói chỗ đó không nhỉ? Anh chị nào giỏi nhấn số 1 giúp em cái. Mình phải hiểu cái đặc tính của cái cây của mình. Ok, còn hay là dạng như mình không tạo được tiểu khí hậu như thế này á, thì hiện tại bây giờ là đi ra tiệm mua lưới lan,
dạng như sau đó che, tự đi văng ra mà che. Thì dạng như em trồng cây cây sầu riêng đi chẳng hạn, thì hay là dạng như em tạo tỷ khí hậu không kịp á, thì hay là dạng như em mua cái lưới len về sau đó em che rồi ít bữa nào thế mà mấy cây kia nó lớn rồi, thì dạng như em dở cái lưới len đó ra thì thôi. Không phải tiểu khí, chúng ta tạo tiểu khí hậu bằng phương pháp hay là dạng như con người tác động vào nhân tạo chút xíu dân độ chứ không có vấn đề gì. Nhưng mà cái cách đó thì dạng như nó chỉ là tạm thời thôi, chứ nó không dài lâu được. Mà dài lâu tốt nhất là nên sử dụng bằng các giải pháp sinh thái. Rồi. Chị hỏi, nếu mà mình trồng cái cà phê sau khi tạo tiểu khí hậu thì mình đào sẵn cái lỗ trước rồi mình gieo bắp gieo đồ nó lớn rồi bắt đầu mình trồng cà phê vô được không? Đâu có gì đâu, mà chị làm sao mà cho chị trồng được đó là được rồi. Nhưng mà dạng như xét về quy trình mà quản lý với quy mô lớn á thì rồi chị làm đi rồi chị biết, nhưng mà chưa gì trơn. Hay là em thấy đất nó sẽ mình cũng phải mắc đào lại á, chứ không phải là không đào lại được đâu. Ok. Dạ. Câu hỏi này của chị Ngô Thu Lê. Chị Ngô Thu Lê còn ở đây không nhỉ? Rồi không có chị Ngô Thu Lê trả lời. À, vậy thôi em đọc ha. Cảm giác cách làm này phải quản lý liên tục để điều chỉnh. Những ai làm theo hướng nông nghiệp lười sẽ không phù hợp. Dạ, câu trả lời của chị em cũng thấy vậy. Ai mà làm theo hướng nông nghiệp lười sẽ không phù hợp. Dạ. Nông nghiệp lười thì thông thường á, thông thường hay là dạng như chúng ta nói thật sự chứ em không hiểu cái nghĩa của nông nghiệp lười. Em cũng không chứ dạng như quan điểm của em hay là cũng có làm mà mới có ăn thôi, chứ làm mà dạng như chúng ta không làm hoặc là dạng như chúng ta làm rất ít mà chúng ta đòi ăn nhiều thì dạng như cái đó giống như ăn chặt vậy đó, không nên khuyến khích cái chuyện đó. Rồi kế tiếp, câu hỏi này của chị Nguyễn Thị Hoàng Anh, chị đọc câu hỏi giúp em rồi chị. À, mình thấy trong cái khu vườn của anh đó đất nó nâu nâu vàng vàng á, không biết đất đó có phải đất tốt không, tại vì ở đoạn đầu hay đoạn cuối clip đó thì nói là 30 năm rồi cái chỗ đó không có thu hoạch được nhiều á, mà sau khi trồng được có thay đổi cách làm có mấy có thời gian ngắn thôi á thì đã có thu hoạch á, nên mình thấy cái đất đó mình màu lạ lạ. À, ủa chị ở khu vực nào vậy? Mình ở Tây Ninh. À, dạ. Nếu mà cái khu vực của chị mà chắc là từ khoảng trở trời miền Đông. À, miền Đông trở về ra nha. Thì chắc chị thấy nó bình thường chứ không có lạ đâu, thiệt rất là bình thường. Rồi cái vụ mà nó có tốt hay không, nói thiệt em không biết. Em không biết. Tại vì biết nó có tốt hay không mình phải đi kiểm tra. Hoặc là nó có thông số để kiểm tra, hoặc là so sánh với một cái nào đó chứ tốt hơn và tốt hơn so với cái gì, chứ không phải là dạng như câu hỏi này thật sự nó hơi chung chung nè, em thấy nó cũng hơi chung chung. Với một cái nữa là dạng như họ thay đổi cách làm, nó không chỉ liên quan đến đất mà còn liên quan đến cái phần mà hữu cơ đầu vào nữa chị. Để thử coi không có hữu cơ đầu vào, thử coi rồi biết chồng coi được cái gai này hay không. Em thì em thấy là trồng không được rồi đó, nên họ mới cần chặn thêm có hữu cơ đầu vào. Nên nếu mà nói nó là đất tốt thì không hẳn là đất tốt đâu. Cơ sở dữ liệu thứ hai nữa là dạng như là chị nói trồng 30 năm mà không có năng sức, mà chuyển qua bên này có năng sức thì em cũng không nghĩ nó là đất tốt. Còn cụ thể là dạng như muốn biết nó đất tốt hay không thì phải đi kiểm tra thôi. Tại mình thấy cái màu đất đó thì người ta nói là đất nâu vàng đó là đất kiểu đất đỏ Ba Giang thì nó cũng tốt hơn, cũng tốt hơn á. Dạ rồi mình hiểu rồi, cảm ơn ạ. Dạ rồi em biết chắc không đang câu hỏi với chị.
Tiếp tiếp là câu hỏi của anh Quang. Em mà anh Quang à. Cái cây ối chờ được gieo hạt trước hay cùng thời điểm với lại các cây mục tiêu ở những cây mục tiêu ưa bóng trong điều kiện không chắc chắn lắm về thời tiết ấy? Tại vì dạng như câu hỏi của anh nó mở hơn á, em nghĩ không phải chỉ hỏi về cây cà phê không phải không anh? Mình đang trồng một số cây ở trong vườn đấy thì nó... tại vì nếu mà mình không chắc chắn tốt về thời tiết thì tốt nhất mình nên tạo từ khí hậu trước. Tại vì khí hậu trước, ví dụ như thế này, nhưng mà tạo tiểu khí hậu nó sẽ không chỉ đơn giản nó y như cái hình này. Nếu mà mình không chắc chắn nha, ví dụ như hàng này người ta làm như thế này, người ta làm đồng bộ, nhưng mà nếu mà mình có điều kiện hơn á, tại vì khí hậu trước mình có thể mình dạng như trồng nguyên những cái hàng chuối, hoặc là dạng như những cái cây cỏ xả, hoặc là đậu xăng nó to cho nó ổn định luôn, rồi cái sau đó mình mới trồng cây vô thì gần như là mình sẽ chắc chắn nó hoàn toàn rồi. Dạ. Đặc biệt là đối với mấy cây bóng. Nhưng mà dạng như tốt nhất em nghĩ là tại vì mình không chắc thời tiết đó, chủ yếu là dạng như mình xác định là có mưa hay không, nhưng mà ít bữa nữa chúng ta sẽ học đến bài dạng như nước trong hệ thống vườn rừng. Thì em nói trước là nó có một cái để nó dự trữ nước trong đất cực kỳ tốt, đó là cái phần hữu cơ, nên hay là dạng như chúng ta chỉ cần bón lót một ít hữu cơ thôi thì nó sẽ tạo ra dự trữ nước trong đất cực kỳ tốt. Thì chính cái việc đó nó khi mà chúng ta trồng nó, cho dù dạng như trong cái giai đoạn mà nó khô hoặc hay là dạng như nó có những cái cơn mưa nhỏ đi, thì nó cây nó vẫn có thể khả năng nó chống chịu được. Nên hay là dạng như cái rủi ro và dạng như về thời tiết hoặc là dạng như nó không phù hợp đó, nó sẽ giảm. Cho dù hay là dạng như nó có khắc nghiệt đi thì cái cây của mình nó vẫn có tỷ lệ sống đến không đến nỗi nó chết. Để bên đây chúng ta sẽ nghiên cứu từ từ đến đó. Nhưng mà trên cơ bản là nếu mà chúng ta không chắc ăn thì chúng ta tạo tự khí hậu để duyên dân cho nó hoàn thiện trước. Ví dụ như làm cho nó thành một cái khu gần rồi sau đó chúng ta cắt tỉa nó từ từ. Cảm ơn Lập ạ. Ở ngoài ra thì mình cũng có một cái câu hỏi nhé. Mình cũng đang trồng ấy, thì có tạo ra một lớp hữu cơ phủ bên trên thì nó tương đối dày. Thì trong cái quá trình đấy thì mình đang tính là gieo hạt xuống dưới cái lớp hữu cơ như vậy, liệu nó có cái tỷ lệ nảy mầm nó tốt không? Nó phải xét đến cụ thể là cái hạt gì á anh. Dưới một cái nữa hay là cái lớp hữu cơ của anh là dày á, nhưng mà dạng như đó là cái hàng về theo kiểu mà dạng như cái gì mùng cưa, hay là dạng như nó có đất hay là nó có phân hay là sao? Mùng cưa và lá cây. Dạ, tại vì như thế này nè, nếu mà dạng như mùng cưa và lá cây á, thì khi mà mình gieo nó đầu gieo nhân là mình phải làm sao cho hệ rễ nó tiếp xúc với đất, hoặc là dạng như cái thông thường trong một số trường hợp đó là dạng như họ phải gieo cây con, tại vì nó rất dễ bị ảnh hưởng, là dạng như nó không tiếp xúc được với, tại vì cái lớp phủ ở trên đó nó không tiếp xúc được với đất, là thông thường nó rất dễ bị khô. Mà nếu nó bị khô như thế là dạng như cái rễ cây mà nó ra hoặc là cái hạt mà nó ra đó, nó sẽ bị dạng như nó khô liền, nó khô liền, hoặc là dạng như cái thời tiết mà nó không phù hợp nó sẽ bị chết. Còn thông thường là dạng như người ta sẽ chỉ gieo hạt một số các loại cây mà nó có một số hạt mà nó mạnh thôi, nó có khả năng chữ dinh dưỡng nhiều, ví dụ như hạt chôm hoặc là dạng như hạt đậu kiếm, tại cái hạt nó rất là to. Nhưng mà nếu mà dạng như anh gieo mà dạng như hạt mè hoặc là hạt gì nó rất là nhỏ đi thì nó khả năng sống của nó rất là kém. Anh hình dung miếng đó mà hạt đậu xanh và hạt ngô. Còn nhưng mà là mình có cái giải pháp khác, đó có nghĩa là nếu mà anh có một ít mùng cưa đầu tiên nhân ha, thì anh trộn nó với một ít dạng như phân hoặc là dạng như đất nó lên, nó giống như ha là dạng như một cái lớp mùng cưa, một lớp đất mỏng đất, tại vì đất nó kết hợp với mấy thằng đó nó sẽ tăng cường cái khả năng giữ nước. Thì chính cái việc đó nếu mà mình có gieo vô là cái cây nó sẽ sống tốt hơn. Còn nếu mà không có một ít đất hoặc một ít hữu cơ là nó không tiếp cận được, nó là chỉ đơn giản là mùng cưa với lá cây là không lên được.
Ok, mình hiểu rồi. Cảm ơn Lập. Rất biết ơn cho hỏi cho anh Giang. Câu hỏi tiếp theo là của anh Ngọc Hà. Anh Ngọc Hà còn ở đây không nhỉ? Dạ, có. Dạ, câu hỏi này anh có cần trả lời không anh? Dạ, thôi anh ạ. Dạ. Rồi, rất biết ơn anh. Rất tốt, anh có câu trả lời rồi ha. Vâng. Dạ, rồi rất biết ơn anh. Rồi, chúng ta đã hết phần câu hỏi của các anh chị rồi. Chúng ta các câu hỏi các anh chị điền trong form, các anh chị có câu hỏi nào hỏi trực tiếp luôn không ạ? Mà các anh chị chúng ta đặt câu hỏi. Mình có quan sát một cái tấm hình Lập đưa lên thì nhìn thấy ở giữa có cái bạch đàn một cái chuối. Yeah. Thì trước giờ mình cũng chưa có nghĩ đến chuyện là tạo tiểu khí hậu cho những cái cây cây hỗ trợ như vậy. À, thì cái điều đấy nó có sự cần thiết không? Ví dụ mình đang trồng chuối trong vườn thì mình chỉ đang suy nghĩ việc là tạo ra tiểu khí hậu cho những cái cây mục tiêu thôi. À, dạ, rồi vậy là cái tiểu khí hậu cho cây chuối nó có cần thiết hay không ha? Rồi, dạ, tại vì nó tùy thuộc vào dạng như cái mong muốn của anh. Dạ, nhưng mà dạng như mong muốn của em đó là em phải có chuối trong những hè, phải có chuối hay là khoảng cỡ chừng 1.5 năm. Nếu mà dạng như em mà không nương nó hay là ít bữa nó mới chết đó là em đói. Nó là thôi em ráng chăm. Còn anh nó là dạng như em mong muốn của anh hay là dạng như chỉ có ưu tiên mục tiêu thôi, chuối là có cũng được, không có cũng không sao, thì cái cách của anh làm nó sẽ khác. Anh Hồng Dung biết nói không? Alo. Mình hình dung được câu trả lời. Dạ. Ngoài ra thì mình còn có thêm một cái câu hỏi. Dạ. Là bằng những cái bài học hai hôm trước tới hôm nay thì mình thấy là có những cái tùy theo cái nhu cầu của cái cây mục tiêu ấy. Dạ. Sẽ biết được là cái mục tiêu là cần thiết những cái chất dinh dưỡng gì, tức là sẽ thiết kế được giống như kiểu là những cái bộ cây hỗ trợ đi cùng với nhau ấy. Đó thì Lập có tạo ra những cái bộ đấy sẵn chưa? Mình thấy rất là thú vị. Dạ, tại vì trên cơ bản là như thế này nè anh. Cái bộ đó nó đã nói, em nói rồi ấy, là bao gồm hay là dạng như cỏ xả, bo bo hoặc là dạng như bắp với đậu xăng thôi. Tại vì nó là cây trong giai đoạn phát triển, thông thường nó cần hai yếu tố, đó là dạng như hữu cơ, nói chung nó là dạng như theo kiểu nó là hàng kali và một hàng nó là dạng như một hàng nó là nitơ. Phốt pho thì nó dạng như nó có sẵn rồi, thông thường nó sẽ dạng như mỗi nó có sẵn hoặc là dạng như nó nằm trong phân. Thì nó là nitơ nó nằm trong một số cái cây họ đậu, còn nó là dạng như cái hàng kali á, thì nó nằm nhiều trong nhóm cây họ hạt thảo, đồ chuyên gian nó cũng có kali. Rồi nó là dạng như hai hàng đó khi mà nó phân hủy á, thì nó đều tạo ra những cái hàng gốc hỗ trợ nhỏ, nên nó là gần như nó khá là phù hợp trong các giai đoạn ban đầu. Còn các giai đoạn sau á, khi mà cái cây nó lớn thì anh cần phải xét đến là dạng như cái nhu cầu dinh dưỡng của nó và nhóm dạng như nó cần cái hàng nào nhiều để cho mình tính toán và được hay là dạng như cái hàng mà hỗ trợ nó phù hợp. Chứ trong giai đoạn đầu thì chủ yếu là dạng như một nhóm cây họ hòa thảo và một nhóm cây họ đậu thôi là được. Anh thấy vậy đó. Ok. Và tất cả các hệ thống ở vườn rừng em thấy là dạng như trong giai đoạn đầu là họ cũng chỉ là hòa thảo với hòa đậu, còn giai đoạn sau đó, nó tùy thuộc vào tính bản địa. Còn hay là dạng như mình mà tính mà giá trị mà kinh tế mà mình làm theo kiểu mà nghiên cứu sâu lắm mình mới tính toán những cái việc mà cái cây này nó cần cái nhóm dinh dưỡng nào, rồi cái sau đó mình mới lựa chọn cái cây trồng để hỗ trợ cho nó phù hợp. Anh quen hình vô miếng đó không anh quen? Đó,
Dạ. Còn thông thường á là nếu mà làm bảo tồn á, làm bảo tồn hoặc là dạng như theo kiểu tự cung tự cấp á, là tính làm như thế nó hại não lắm, nhưng nó sẽ không hữu hiệu bằng cái việc là dạng như mua phân bò đem về rồi sau đó tự bón luôn, nó đơn giản hơn rất nhiều. Dạ. Dạ, rất ơn anh. Thế anh chị chúng ta còn có câu hỏi là thêm nữa không ạ? Tại tự nhiên rất là thú vị đó chứ anh chị. Nó có cái mức cân bằng giữa động vật và thực vật. Nếu mà thực vật mình dùng xét, mình lấy cây tích trữ động đầu tiên dân để mình hỗ trợ thì vẫn được, nhưng mà nó cần rất nhiều nhiều thời gian. Mà dạng như mình lấy phân con này phân kia đầu tiên nhân, nó có đầy đủ dinh dưỡng, nó đơn giản hơn rất là nhiều. Nên thôi là dạng như em thấy mà cái hàng nào mà mình đánh đổi được, mà mình cảm thấy như nó đơn giản hơn mà mình có thể làm được thì mình làm thôi, chứ không không ưu tiên đó là dạng như chúng ta lựa việc quá khó mà chúng ta làm. Mà hôm nay tính ra như thế này cũng hơi khuya rồi, nên chắc em xin kết thúc cái phần câu hỏi tại đây luôn. Còn các anh chị có câu hỏi gì thì cứ nhắn tin qua em hoặc là đăng trên group. Em thấy anh Minh Chiết giơ tay nè, anh có chia sẻ nha. Không anh? À dạ, anh nói về phân động vật á, em hỏi là phân trùng quế có tính là phân động vật luôn không anh Lập? Dạ, nó là động vật mà. Dạ. Dạ. Vậy thì nếu mà kiểu như là nếu mà mình về vườn giai đoạn ban đầu luôn á, mà nếu mà mình cũng tự sản xuất, mong muốn là tự sản xuất phân động vật luôn á, thì cái động vật nào là nó sẽ nhanh nhất trùng quế, hay là gà, vịt hay là bò? Sao ta? Em không biết sao em trả lời anh câu hỏi này nữa, tại em biết sao nó tùy thuộc vào kích thước của động vật rồi số lượng nhanh nhiều hay ít, giờ anh cho nó ăn đủ hay không. Nhưng mà em thấy là nếu mà về vườn mà nhanh nhất đó là con người là nhanh nhất đó anh. Dạ dạ dạ. Nhưng mà trên cơ bản là em thấy là phân bò là nhiều nhất. Hiện tại phân bò là những tại anh nào ăn nhiều thì ít nhiều. Dạ. Rồi, hợp lý. Cảm ơn anh Lập. Dạ. Mà con à, người thẳng. Là dạ. Thẳng chỗ phân cho chị hỏi luôn á. Nếu mà phân bò tươi á, mình bón thẳng ra vườn luôn á thì có được không hả Lập? Phải câu hỏi này hay là dạng như nó cũng theo tính chất mở rộng nữa. Bây giờ hay là nếu mà cái vườn cây của mình á, là vườn cây lấy gỗ hoặc tiền chuối á, thì bón ra cái gì cũng được chứ, phân người vô cũng được, nó không có vấn đề gì chứ. Nhưng mà không là dạng như cái cây của mình nó là dạng như cây ăn quả hoặc có là dạng như nó đơn giản hay là ăn sầu riêng đi, ổng rất là khó chịu, ổng nhạy cảm dữ lắm luôn, mà để vô không khéo hay là dạng như ổng chết hoặc là dạng như ổng bị sợn thì hay là dạng như không nên sử dụng, và hay là phải ủ. Tức có nghĩa là nó tùy thuộc vào mức độ mạnh yếu của các loại cây trồng của chúng ta, khả năng chống chịu và mạnh yếu của các loại cây trồng mà chúng ta đưa ra các giải pháp cho nó phù hợp. Chị hình dung ý em nói không? Ủa, cây sầu riêng vui vậy hả? Dạ. Còn dạng như, còn ví dụ như là cây ăn quả của chị mà chị trồng dâu da hoặc là mít đi là không cần quan tâm luôn, thảy ra ngoài phân mà dạng như phân còn ướt luôn cũng không ảnh hưởng đối với ổng đó, ổng cho bò dữ lắm. Nhưng mà hay là dạng như cả mấy ông khác đó, mà không khéo đó, là dạng như nó kéo thêm nguyên một tấm bệnh vô rồi nhưng mà ổng chết, nó mất công phiền lắm. Thì nó tùy thuộc vào các loại cây, tùy thuộc vào mùa không, ví dụ như mùa khô hoặc là mùa mưa có chứ chị. Tại vì nó là dạng như mùa khô thì nó nấm bệnh nó dễ phát sinh. Ông này ông có quá nhiều đạm, ông không ủ mà ông ăn tầm bậy rồi duyên nhăn rồi nó dễ phát sinh thì đôi lúc.
hàng yếu á, gọn cái nó cộng gặp nhiều yếu tố lại với nhau thì nó sẽ dẫn đến phát sinh nhiễm bệnh. Còn hết là vào mùa khô á thì hết là dạng như hết là đâu có đủ độ ẩm đâu mà phát sinh dịch bệnh. Thằng nào mà nó trâu bò thì nó mới sống được, rồi cái sau đó nó là dạng như nó cái cây nó có thể vượt qua được. Nhưng mà nếu mà dạng như mùa mưa ẩm độ nhiều quá thì đôi lúc nó sẽ phát sinh nó chết. Ừ. Ok, rồi chị hiểu rồi, cảm ơn em. Dạ. Yeah. Ok. Các anh chị chúng ta còn có câu hỏi nào nữa không ạ? Rồi, nếu mà các anh chị không có câu hỏi gì thêm thì chắc em mời các anh chị chúng ta chia sẻ tâm đắc cứu buổi thôi. À, trong ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái tiểu khí hậu nè. Chúng ta có cái điều gì tâm đắc của ngày hôm nay và có tí gì thêm nữa với các anh tổ chức hay không mà các anh chị chúng ta chia sẻ. Anh chị nào mà chúng ta cần đi nghỉ trước chúng ta thì chúng ta giơ tay lên chia sẻ trước, còn mà không em sẽ gọi cho thứ tự. Dạ, mời các anh chị. Các anh chị nào cần chia sẻ trước không? Không em sẽ gọi theo thứ tự. Rồi, chị em mời chia sẻ đầu tiên của chị Tiền Phạm đi ạ. À, dạ, à, tâm đắc của buổi hôm nay là cái chỗ mà cô Lập chia sẻ phần thời vị, vị trí với cái thời điểm giữa cái cây trồng chủ lực với lại cây hỗ trợ á. Thì thấy các câu hỏi của mọi người cũng xung quanh cái hai vấn đề này. Dạ. Chị tâm đắc rồi đó. Rồi, rất biết ơn chia sẻ với chị Tường. Em mà chia sẻ tiếp theo của chị Oanh Đỗ ạ. Em tâm đắc cái câu hỏi lúc anh ấy hỏi là mình sẽ tư duy như, chọn loài và vị trí trồng cây như thế nào trong mô hình tiểu khí hậu ạ. Thì thông qua chia sẻ của anh Lập thì em cũng hiểu hơn, để ví dụ như lúc sau mà nếu mà có cái vườn thì mình sẽ trồng như thế nào ấy ạ. Dạ. Dạ. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Rồi, các chị em chia sẻ của chị Anh Bảo. Em mời chia sẻ tâm đắc tiếp theo của anh Quen ạ. Hôm nay mình tâm đắc ở cái chỗ những cái cây trồng thay thế đấy. Dạ. Cây trồng thay thế là mình thấy là có nhiều sự lựa chọn hơn trong cái vườn của mình. Cảm ơn Lập, cảm ơn mọi người. Các chị em chia sẻ của anh Quen. Mời chia sẻ tiếp theo của anh Ngọc Hòa. Em tâm đắc về cái phần tiểu khí hậu ấy, nó bổ trợ cho cây trồng chính nhiều mặt ấy, ví dụ như là sinh khối hay là che phủ vân vân. Rồi, Quốc Thích An chia sẻ cho anh Ngọc Hòa. Mời chia sẻ tiếp theo của Quốc Bảo ạ. Dạ, hôm nay em tâm đắc là cái kiến thức về thời vị ạ. Và biết được cái cây thảo dầu thu hút nhiều sâu bệnh ạ. Biết ơn cả nhà. À, dạ. Thảo dầu thu hút nhiều sâu bệnh. Rồi, rất biết ơn chia sẻ của Quốc Bảo. À, nếu mà hệ sinh thái nó ổn thì nó cũng không hẳn là thu hút nhiều sâu bệnh. Dạ. Nó hệ thang sinh thái nó mất cân bằng lắm cái chuyện đó ha. Dạ. Nhưng mà nó mà có sâu rồi chứ là sâu rất là nhiều chứ không phải là nhiều. Yeah. Em mời chia sẻ tiếp theo của chị Liên ạ. Em mời chia sẻ tiếp theo với chị Liên ạ. Dạ, rồi, không nghe chị Liên chia sẻ. Em mời chia sẻ tiếp theo của chị Quỳnh Nguyễn ạ. Rồi, không nghe chị Quỳnh Nguyễn chia sẻ luôn. Dạ, em mời chia sẻ tiếp theo của các anh chị dự thính ạ. À.
chúng ta có chia sẻ gì tâm đắc của buổi hôm nay không ạ? Mời các anh chị chúng ta chia sẻ. Còn tâm đắc ngồi nữa hay không? Dạ em mời chia sẻ với chị Hoàng Anh ạ. Dạ cái điều mà mình thấy hay á là từ đầu đến cuối đến buổi hôm nay luôn thì tổng thể là mình phải nhận thấy được cái sự phù hợp á trong mình hiểu ra cái điều đó, khi tức là hiểu biết về các đặc điểm của cây cối và cái sự phù hợp để mà mình chọn được nói chung là mọi yếu tố mà mình thấy lập nhấn mạnh cái ý đó đó thì mình cũng không biết diễn đạt làm sao, nhưng mà đã khái cái sự phù hợp nó rất là quan trọng. Mình nghĩ mình hiểu nhưng mà mình không biết diễn đạt. Cảm ơn ạ. Rất là thú vị. Biết chia sẻ của chị Hoàng Anh. Các anh chị chúng ta còn chia sẻ gì thêm nữa không ạ? Mời các anh chị. Rồi. Nếu mà không có chia sẻ gì thêm chắc em xin phép chia sẻ một số ý thôi. Tại vì dạng như cái tiểu khí hậu này nó là tiền đề để cho chúng ta sẽ áp dụng vô cái việc mà thiết kế sau này. Rồi những cái cụ thể thì các anh chị cứ coi các video hoặc là dạng như một số cái hình ảnh thôi. Dẫn thì lên Instagram hoặc là dạng như một số cái hình ảnh trên mạng coi. Những cái phần cỡ chừng ít bộ nữa đối với cái bài thiết kế đó, thì dạng như em sẽ hướng dẫn kỹ hơn và dạng như thiết kế cụ thể hơn về vị trí của các bạn thôi. Hôm nay em chỉ nói tổng thể về dạng như thời vị hoặc là dạng như một số yếu tố thôi, nhưng mà nó sẽ không có mang cái tính chất hay là dạng như áp dụng thực tế nhiều. Chúng ta chỉ hình dung một cái tổng thể nó về vai trò chức năng là như thôi, nhưng mà ít bộ nữa chúng ta sẽ đi sâu vào thiết kế, chúng ta sẽ biết và được là cái vị trí như thế này khoảng cách ra sao, vì sao nó là khoảng cách như vậy, và đôi lúc nó sẽ xa hơn, đôi lúc nó gần hơn. Dạ. Còn bên đây thì chủ yếu là các câu chuyện thôi, còn ít bộ nữa thì chúng ta sẽ áp dụng cụ thể hơn. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi còn như vậy. Rồi dưới các cái phần mà các loại cây trồng hoặc là dạng như cái các kiến thức mà mấy anh em giới thiệu á, chủ yếu là nó dựa trên cái phần quan sát và phân tích của mấy anh em thôi, nó chưa chắc đúng với điều kiện của các anh chị nha. Nên hay là đối với khi mà các anh chị áp dụng thì các anh chị cũng phải quan sát, phân tích, đúc kết lại trong điều kiện của mình coi nó phù hợp hay không, nó phù hợp thì phải áp dụng. Dạ. Còn hàng nào mà không phù hợp thì gọi nó ra chứ để thôi, nó là dạng như nói ban tổ chức không chịu trách nhiệm về cái phần đó. Tóm gọn lại là gì, rồi chúc anh chị rất nhiều, chúc anh chị ngủ ngon, hẹn gặp lại các chị vào thứ hai tiếp theo ạ. Dạ. Chúc mọi người ngủ ngon, biết ơn ạ. Chúc cả nhà ngủ cuối tuần vui vẻ, cuối tuần vui vẻ. Dạ, cảm ơn nhà ngủ ngon. Cảm ơn Lộc.